Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 122. Diệp Bắc Minh vừa vào ra khỏi thành Thiên Ma, liền cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng truyền đến từ phía sau. Rầm rầm rầm, toàn bộ thành Thiên Ma rung chuyển dữ dội. Phía trên của thành Thiên Ma cổ xưa, hơn trăm thân ảnh không thể phai mờ lao lên trời. Một chuỗi thần niệm như sóng thần lập tức khóa chặt Diệp Bắc Minh. Ngay lập tức, thần hồn của Diệp Bắc Minh suýt chút sụp đổ, sắc mặt trở nên trắng bệch, lực thần hồn thật đáng sợ, những người này đã sống mấy kỷ nguyên rồi. Nhóc con, lẩm bẩm cái gì đấy? Đi nhanh, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục gầm lên. Diệp Bắc Minh trực tiếp sử dụng ảnh thuấn, xuất hiện ở hàng chục dặm phía xa. Lại tiếp tục dùng ảnh thuấn. Ảnh thuấn. Ảnh thuấn. Sau khi dùng ảnh thuấn mấy trăm lần trong vài hơi thở, Diệp Bắc Minh đã cách thành Thiên Ma hơn vạn dặm, nhưng khí tức sau lưng vẫn chưa biến mất. Thậm chí, nó càng gần anh hơn. Ở phía cuối bầu trời, thân ảnh của những đại năng thượng cổ kia mang theo ý cười nhàn nhạt, từng bước đi tới. Có một cỗ khí tức khủng bố của ma chủ. Cũng có một yêu vương với vẻ ngoài hung dữ. Còn có mỹ nhân đẹp khuynh quốc khuynh thành, khiến người ta không thể quên sau một lần nhìn. Một lão giả gầy như bộ xương khô, chỉ còn lại xa bọc xương. Trấn Ngục đại nhân, chúng tôi nhớ ngài rồi. Trấn Ngục đại nhân, ngài chạy làm gì thế? Mau trở về, bản thể của ngài ở đây, chúng ta hoan nghênh thần hồn của ngài trở lại. Trấn Ngục đại nhân mau dừng lại đi, các người chạy không thoát đâu, để chúng ta thôn phệ cũng không phải là chuyện xấu, ha ha ha. Đám đại năng thượng cổ này, giống như lệ quỷ. Âm hồn không tan. Diệp Bắc Minh rất nhanh đã tăng tốc lao về phía xa, chỉ nghe thấy âm thanh, rầm rầm. Một đạo phù văn màu vàng bay ra, hóa thành một chiếc lồng màu vàng trong không trung, nhốt Diệp Bắc Minh vào trong. Không đợi Diệp Bắc Minh kịp mở miệng, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trực tiếp bạo phát. Sức mạnh trào ra ngoài, chiếc lồng màu vàng nổ tung, Diệp Bắc Minh tận dụng cơ hội đó lao ra ngoài. Rầm. Một cảm giác nguy hiểm ập đến, anh vội vã tránh về một bên. Một ngọn giáo dài màu đen sượt qua lưng anh, cơ thể nháy mắt đầm đìa máu tươi. Nếu anh chi chuyển thêm một phân nữa, trái tim chắc chắn sẽ bị ngọn giáo kia đâm xuyên thủng, đóng chặt anh xuống đất. Growl. Không đợi Diệp Bắc Minh kịp thở dốc, ngọn núi dưới chân anh đã nứt ra, vô số đất đá bay lên không trung, hình thành một con rồng đá ngăn phía trước mặt Diệp Bắc Minh. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, ra dây. Diệp Bắc Minh gầm lên. Một con huyết long xông ra, đâm sầm vào con rồng đá, ầm một tiếng cực lớn, sóng năng lượng dâng trào. Đá vụn giống như sao băng bay khắp bầu trời, đập mạnh về hướng Diệp Bắc Minh. Mở cho ta. Diệp Bắc Minh chém ra, giết ra một con đường sống, khi anh sắp lao ra khỏi vùng thiên địa đó thì. Lĩnh vực U Minh. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, Diệp Bắc Minh biến mất khỏi thế giới thật, bị kéo vào một vực thẳm tối tăm. Bốn phía tràn ngập quỷ khí. Mặt đất phía trước nứt nẻ, lộ ra một khe nứt dẫn thẳng đến địa ngục. Ha ha ha. Vô số ác quỷ bò ra từ trong khe nứt đó. Nhìn kỹ hơn, bọn chúng chính là đám kẻ thù mà Diệp Bắc Minh đã giết trước đây. Diệp Bắc Minh, mày còn nhớ vua Giang Nam tao không? Diệp Bắc Minh, mày thật tàn nhẫn. Nguyền rủa toàn bộ nhà họ Ô tao, tao phải báo thù. Tiểu súc sinh mày cuối cùng cũng chết rồi. Ha ha ha, xuống địa ngục à? Đi thôi, cùng bọn tao xuống dưới 18 tầng địa ngục, ha ha ha. Hu hu hu, Diệp Bắc Minh, anh không yêu em nữa sao? Lẽ nào chỉ vì em dùng qua tất của anh liền giết em, hu hu hu. Rất nhiều gương mặt quen thuộc. Có người ngực nổ tung, có người đầu bị chia làm hai, còn có người gãy tay gãy chân, nằm bò trên mặt đất. Cũng có người chỉ còn lại một nửa thân thể, nhưng lại bò nhanh hơn mãnh hổ. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Nhóc con, đây là tâm ma của cậu, đừng để bị mắc kẹt trong đó, nếu không sẽ vĩnh viễn không thoát ra được, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, mi tâm xuất hiện một con mắt. Thần ma chi nhãn, phá hủy mọi ảo ảnh. Các người đã là vong hồn dưới kiếm của ta, cho dù có biến thành lệ quỷ. Diệp Bắc Minh ta cũng vẫn có thể giết các người thêm một lần nữa. Giết, Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng. Sát khí trong cơ thể anh điên cuồng dâng trào. Trong nháy mắt, lệ quỷ gào khóc. Tất cả tâm ma đều bị một kiếm tiêu diệt. Xì. Cuối cùng, Diệp Bắc Minh vung kiếm chém vào không trung, mở ra một lỗ hổng. Một bước bước ra ngoài,
quay trở lại với thế giới thực tại. Trấn Ngục đại nhân, ngài chọn được vật chủ khá tốt đó, vậy mà lại có thể thoát khỏi lĩnh vực u minh, một âm thanh đến từ bầu trời vang lên. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên nhìn, không nhịn được cảm thấy tim mình co thắt lại. Cơn sợ hãi lại sắp bắt đầu rồi. Chỉ thấy một con mắt cực kỳ khủng bố, gần như chiếm một nửa bầu trời. Lòng trắng của nó mang màu máu, con ngươi màu đen giống như một cái hố đen vậy. Khát máu, lạnh lùng, ăn mòn, bóp nát thần hồn. Ánh mắt Diệp Bắc Minh dần trở nên mờ mịt, vậy mà lại giơ tay muốn tóm lấy con mắt đáng sợ kia. Càn Khôn Trấn Ngục. Trong não vang lên một tiếng gầm trầm thấp. Thân thể Diệp Bắc Minh khẽ run, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi tỉnh lại, nhóc con, đây là ác ma chi nhãn, đừng nhìn vào nó nữa. Nếu nhìn nó thêm một lần, thần hồn của cậu sẽ thật sự tan vỡ. Nhanh đi thôi. Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng, máu toàn thân sục sôi. Ảnh thuấn, ảnh thuấn, ảnh thuấn. Vụt, vụt, vụt. Ngay lập tức. Sau 10 hơi thở, Diệp Bắc Minh xuất hiện ở ngàn dặm phía xa. Quay đầu lại nhìn, anh thấy đám đại năng thượng cổ kia đã bị mình bỏ xa, từng người đều nở nụ cười tàn ác đuổi theo, Trấn Ngục đại nhân, ngài đừng có chạy chứ. Con mẹ nó. Diệp Bắc Minh giận dữ chửi thề một tiếng, tiếp tục lao về phía trước. Một ngày một đêm, Diệp Bắc Minh không hề dừng lại, hơn 100 đại năng thượng cổ phía sau cũng vậy, luôn theo sát anh như hình với bóng. Họ gần như đã chạy được một nửa hỗn độn giới. Xóc xách. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng ầm vang của nước chảy. Có một con sông ư. Thần ma chi nhãn ở mi tâm Diệp Bắc Minh mở ra, sớm đã rỉ ra máu tươi. Quả nhiên. Cách đó trăm dặm, có một dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mừng rỡ, nhóc con, cậu tạm thời được cứu rồi. Phía trước cậu là sông Mặc Uyên, chỉ cần cậu nhảy vào đó là có thể an toàn, đám người này tuyệt đối không dám nhảy xuống đâu. Sông Mặc Uyên. Diệp Bắc Minh khẽ ngây ra, lập tức phản ứng lại, đây chính là lối vào nhà tù mà Thiên Ma Phượng Tổ và Vua Thời Gian nói sao. Không ổn rồi, phía trước chính là sông Mặc Uyên. Ngăn hắn ta lại, không được để hắn ta nhảy xuống đó. Cho dù thằng nhóc này có chết, cũng không được để nó tiến vào sông Mặc Uyên. Giọng nói lo lắng của 100 đại năng thượng cổ vang lên từ phía sau. Rầm rầm rầm, có người trực tiếp ra tay, một cỗ sức mạnh hủy diệt thế giới ập tới. Hư không sụp đổ, mọi nơi nó đi qua, trong bán kính trăm dặm đều biến thành hư vô. Diệp Bắc Minh một hơi lao đi mấy trăm dặm, khi anh sắp bị cỗ sức mạnh này nuốt chửng. Một cỗ khí tức tử vong bao trùm lấy Diệp Bắc Minh. Mẹ kiếp, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, ra tay. Mắt Diệp Bắc Minh như sắp nổ tung, gầm lên điên cuồng. Sức mạnh đột nhiên bùng nổ, Diệp Bắc Minh cảm thấy bản thân như ở trong trung tâm của một vụ nổ hạt nhân vậy. Lục phủ ngũ tạng truyền tới từng cơn đau nhức, cả người bị đánh bay mấy trăm dặm. Bùm một tiếng, anh rơi xuống dòng sông Mặc Uyên. Hắn ta rơi xuống đó rồi. Mẹ kiếp. Phải làm thế nào? Có đuổi theo không? Thân ảnh hơn trăm người đồng thời xuất hiện, căn bản không dám lại gần sông Mặc Uyên, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Một lão giả nhìn giống như cái xác khô cười lạnh, có chút sợ hãi nhìn về phía sông Mặc Uyên nói, nếu đuổi theo, ai dám nhảy xuống sông Mặc Uyên? Trừ khi các người muốn thần hồn bị tiêu diệt, vĩnh viễn không thể đầu thai. Nghe thấy lời này, những đại năng thượng cổ khác không nhịn được mà run lên. Một người đàn ông trung niên cau mày, vậy chúng ta phải làm thế nào? Lão giả giống xác khô kia mỉm cười, chư vị, võ tổ đã chết, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cũng đã vô dụng. Chúng ta chính là những người có sức mạnh đỉnh cao của thế giới này, đương nhiên là đi thôn vệ sức mạnh sinh mệnh của vạn giới, kéo dài sinh mạng của chính mình rồi. Một người phụ nữ cau mày, nếu chúng ta giết quá nhiều người, người phụ nữ kia có ra tay không? Cô nghĩ nhiều quá rồi. Lão giả xác khô lắc đầu. Mấy kỷ nguyên đã qua đi, lẽ nào cô còn chưa hiểu sao? Thế giới mà chúng ta đang ở, chính là một nhà tù. Để ngăn chặn sự xuất hiện của những cường giả có thể đe dọa đến nhà tù này, Hắc Thủy tộc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện để tiêu diệt thế giới. Chỉ cần chúng ta duy trì cảnh giới đại năng thượng cổ, thôn phệ sức mạnh sinh mệnh, kéo dài tuổi thọ, người phụ nữ đó sẽ không động đến chúng ta. Mắt đám người sáng lên. Hình như, ông ta nói cũng có lý. Nếu đã như vậy, thì bắt đầu từ hỗn độn giới này đi. Sức mạnh sinh mệnh của những người ma tộc này, dường như cực kỳ mạnh mẽ.
Diệp Bắc Minh vừa rơi xuống sông Mạc Uyên liền bị sóng lớn cuốn đi. Ngực anh truyền đến một cơn đau nhói. Nước của sông Mạc Uyên không thể giống nước, nó giống như một dòng sắt thép vậy. Diệp Bắc Minh giơ tay muốn bơi. Nhưng đôi cánh tay như bị nhét đầy chì, không cách nào cử động được. Chỉ có thể để mặc cho dòng nước cuồn cuộn mang mình đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu Tháp, đây là chuyện gì? Nước này có vấn đề à? Tôi không cách nào bơi được, Diệp Bắc Minh kinh hãi nói. Âm thanh của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, mỗi một giọt nước của sông Mạc Uyên đều nặng 1 vạn cân. Mỗi lần cậu muốn bơi, ít nhất sẽ phải mang theo hàng tỷ giọt nước, sao có thể cử động được chứ? Vãi trưởng! Diệp Bắc Minh chấn động. Một giọt nước 1 vạn cân. Đây còn là nước không? Ọc ọc! Diệp Bắc Minh nuốt khan, Tiểu Tháp, ông không nói đùa đấy chứ? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, bổn tháp không biết nói đùa là gì. Nếu không phải nhục thể của cậu đủ mạnh, từ khoảnh khắc cậu rơi xuống sông Mạc Uyên, đã trực tiếp biến thành xương máu rồi. Cậu muốn bơi ở sông Mạc Uyên này, ít nhất phải có sức của 10 con rồng. Diệp Bắc Minh rất nhạy bén, sức của 10 con rồng. Đó là gì? Đây là cái tên mới mà lần đầu anh nghe. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, sức của một người, khoảng 100 cân. Sức của một con bò vào khoảng 1.000 cân. Sức của hổ khoảng 1 vạn cân. Sức của một con voi là 10 vạn cân. Đây là hệ thống sức mạnh mà người bình thường có thể đạt đến, đối với võ giả, 10 vạn cân là quá ít. Thế nên mới dùng sức mạnh của chân long để tính toán. Nói đến đây, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục dừng một chút, nhóc con, cậu dùng toàn lực, một quyền có thể đánh ra bao nhiêu lực. Diệp Bắc Minh nghĩ một chút, một quyền dùng toàn lực của tôi, có thể đánh xuyên qua hư không? Có lẽ, khoảng 10 tỷ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, cũng được, một quyền của chân long, cũng khoảng 10 tỷ. Thế nên, sức mạnh của một con rồng, ước chừng khoảng 10 tỷ cân. Hít. Diệp Bắc Minh hít một hơi khí lạnh, thế nên, Tiểu Tháp, tôi phải có được thực lực gấp 10 lần hiện tại, mới có thể bơi được ở sông Mạc Uyên. Gần như thế. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẳng định nói, nhóc con, cố lên, nhân lúc vẫn còn thời gian, cố gắng nâng cao sức mạnh của mình. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Một niệm thức, anh tiến vào lĩnh vực tuyệt đối. Anh lợi dụng số lượng lớn dược liệu mình có, điên cuồng luyện chế kim tủy đan. Sau khi nuốt hơn 100 viên kim tủy đan, Diệp Bắc Minh đã thăng lên một cấp. Đồng thời, anh cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn mà người thường không chịu nổi. Anh mở mắt, đưa tay lên gạt dòng nước thật mạnh. Lúc trước, anh căn bản không thể cử động, bây giờ đã có thể nhúc nhích được đôi chút. Cũng gần bằng lực của 2 con rồng rồi, tiếp tục. Bằng một niệm thức, anh lại một lần nữa đi vào lĩnh vực tuyệt đối. Nơi đầu con sông Mạc Uyên, Côn Ngô Mật Phi đang ngồi khoanh chân, phía sau là một tấm bia hỗn độn mẫu thạch khổng lồ, trên đó khắc 4 chữ, nhà tù số 7, làm chấn động lòng người. Lúc này, trước mặt Côn Ngô Mật Phi xuất hiện hình ảnh. Trong ảnh là Diệp Bắc Minh đang vùng vẫy trên sông Mạc Uyên. Đột nhiên, Phi Nhi, phía sau vang lên giọng nói của một người phụ nữ, sao con lại có hứng thú như vậy, xem một con kiến vùng vẫy ở sông Mạc Uyên. Người trong tù mang trong mình dòng máu tội lỗi. Mạng sống của loại người đó không đáng tiền, con đừng lãng phí thời gian nữa. Côn Ngô Mật Phi quay đầu lại, kinh ngạc đứng bật dậy, mẹ, sao mẹ lại tới đây? Người phụ nữ kia mỉm cười bước tới, kéo lấy đôi tay của Côn Ngô Mật Phi, nhiều năm như vậy rồi, con vẫn chưa buông bỏ sao? Chỉ cần con gật đầu, bằng lòng gả vào Bất Hủ tộc, cha con sẽ không bắt con tiếp tục ở lại coi chừng nhà tù số 7 này nữa. Khi nghe thấy những lời này, khuôn mặt xinh đẹp của Côn Ngô Mật Phi lập tức biến sắc. Cô ta buông tay người phụ nữ ra, lạnh lùng nói, mẹ, mẹ đến đây để làm thuyết khách à? Con đã từng nói qua, Côn Ngô Mật Phi con không thích đàn ông, mọi người có nói thế nào cũng vô dụng. Con không thích Bất Hủ Vấn Thiên, mọi người còn muốn con nói bao nhiêu lần nữa. Con thà chết ra ở nhà tù số 7 này chứ tuyệt đối không liên hôn với Bất Hủ tộc. Con! Sắc mặt người phụ nữ đại biến. Chát! Bà ta vung tay tát qua. Biểu cảm của Côn Ngô Mật Phi trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, không nói gì. Người phụ nữ thất vọng xoay người rời đi, với tính cách này của con thì cứ tiếp tục ở lại đây đi. Ta và cha con, coi như không có đứa con gái máu lạnh này. Sau đó bà ta xoay người và biến mất. Ha ha ha!
Côn Ngô Mật Phi gượng cười, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, tôi không đồng ý gả, vẫn là lỗi của tôi. Ha ha ha, tôi máu lạnh, ha ha ha. Ở bờ bên kia của sông Mạc Uyên, sức mạnh của năm con rồng, tôi đã khống chế được cơ thể mình rồi. Lại nữa, Diệp Bắc Minh rất kích động, điên cuồng sử dụng kim tủy đan thượng cổ, sức mạnh của anh tăng lên rất nhanh. Không biết qua bao lâu, đôi mắt Diệp Bắc Minh mở ra một lần nữa, dùng sức gầm lên, thập long chi lực. Mở, đôi tay di chuyển, rào rào rào. Nước sông Mạc Uyên chảy xuôi theo thân người anh, Diệp Bắc Minh bơi rất nhanh, ngược dòng mà bơi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, tìm một nơi để lên bờ đi, những đại năng thượng cổ kia không ở gần đây. Nhưng Diệp Bắc Minh lại lắc đầu, không, tiểu tháp. Tôi muốn đến một nơi khác. Nhóc con, cậu muốn làm gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh ngạc. Diệp Bắc Minh bơi theo dòng nước đang chảy, tôi muốn đến nơi tận cùng của sông Mạc Uyên, muốn nhìn thế giới này xem có thật sự là một nhà tù hay không. Nhóc con, cậu điên rồi à? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh hãi, người phụ nữ kia nhất định sẽ giết cậu. Với thực lực của cậu hiện tại, cho dù có tôi giúp đỡ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ta. Diệp Bắc Minh cười, nếu người phụ nữ đó thật sự mạnh như vậy, đời chủ nhân thứ nhất của ông cũng không phải đối thủ của cô ta. Bây giờ tôi đi, với sau này đạt được cảnh giới của chủ nhân ông mới đi, có gì khác biệt không? Cái này, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng đờ ra. Rất có đạo lý. Không thể phản bác. Nhóc con, nghĩ kỹ chưa? Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng là ngõ cụt, không bằng thử một lần xem sao. Nói xong, anh điên cuồng bơi về phía thượng nguồn sông Mạc Uyên. Không biết qua bao lâu. Có thể một ngày, cũng có thể là một tháng hoặc một năm. Cuối cùng, dòng nước trước mắt cuối cùng cũng chậm lại, trong dòng khí hỗn độn, một tảng hỗn độn mẫu thạch đen đâm lên bầu trời, chìm sâu vào trong vũ trụ. Dưới tấm bia hỗn độn thạch, dòng khí hỗn độn lơ lửng. Nước sông Mạc Uyên được chảy ra từ dòng khí hỗn độn kia. Ánh mắt Diệp Bắc Minh run rẩy, nhìn vào hỗn độn mẫu thạch đen kia, hỗn độn mẫu thạch. Vậy mà lại có một khối hỗn độn mẫu thạch lớn như vậy. Bốn chữ trên tấm bia hỗn độn mẫu thạch, vô cùng cổ xưa. Diệp Bắc Minh không biết là chữ gì. Nhưng, nó tương tự như vấn đề trong thế giới của mình, kết hợp với văn giáp cốt, Diệp Bắc Minh đoán được bốn chữ này có ý gì. Nhà, tù, số, 7. Thân thể anh khẽ run lên, thật sự là một nhà tù. Đồng thời cùng lúc đó, một đạo âm thanh xuyên thời gian vang lên, cậu cũng có dũng khí tới đây nhỉ. Trong những năm qua, cậu là người có thực lực yếu nhất từng tới nơi đây, là người không biết tự lượng sức mình nhất. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cô gái hoàn mỹ không tì vết. Mỗi một sợi tóc đều hoàn hảo tới cực điểm đang đứng cạnh tấm bia hỗn độn mẫu thạch. Cô ta cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Diệp Bắc Minh sửng sốt, anh chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, Diệp Bắc Minh mới biết, dung mạo của đám sư tỷ, hồng nhan của mình đều không thể so sánh với người trước mắt. Tôi biết điều đó, nhưng tôi cũng không khác gì với họ đúng không? Ồ, vậy sao? Sắc mặt Côn Ngô Mật Phi không thay đổi nói, cậu ngoài không biết tự lượng sức mình ra, còn không biết mình mấy cân mấy nặng. Diệp Bắc Minh cười nói, đừng nói như vậy, bọn họ tới đây đều bị cô một chiêu giết chết. Với thực lực hiện tại của tôi, tới nơi đây cũng sẽ bị cô giết trong nháy mắt. Thế nên, tôi là ngang hàng với bọn họ. Tôi chỉ muốn tới xem, dù sao cũng đánh không lại, bị cô giết cũng không sao cả. Côn Ngô Mật Phi sửng sốt. Ngụy biện. Đây chính là ngụy biện. Nhưng mà, trong lòng cô ta lại bắt đầu có hứng thú với anh, nói thử xem, là ai cho cậu dũng khí đến đây gặp tôi. Diệp Bắc Minh phun ra một câu, Lương Tịnh Như. Côn Ngô Mật Phi nghiêm túc hỏi, Lương Tịnh Như là ai? Mẹ của cậu, hay là hồng nhan chi kỷ của cậu? Cô ấy là ai không quan trọng, tôi càng muốn biết cô là ai, Diệp Bắc Minh bỏ lên từ sông Mạc Uyên. Giống như Côn Ngô Mật Phi, ngồi xếp bằng dưới bia độn mẫu thạch. Đưa mắt nhìn qua, sông Mạc Uyên trước mặt đang cuồn cuộn gầm thét. Dòng nước chảy về hướng hỗn độn giới. Diệp Bắc Minh phàn nàn, tôi rốt cuộc đã bơi bao lâu? Con mẹ nó, dòng sông này dài quá. Phụt, Côn Ngô Mật Phi bật cười. Nửa năm, không ngờ cậu lại kiên trì đến vậy. Diệp Bắc Minh buông lời khen, cô cười lên nhìn thật xinh, không nhất thiết phải bày ra bộ mặt lạnh lùng đâu. Côn Ngô Mật Phi thu lại nụ cười,
giọng nói bỗng nhiên trở nên giá lạnh, con kiến kia, cậu lại dám cười tôi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi mỉa mai cô làm gì? Ngược lại, tôi rất khâm phục cô. Cô là một người phụ nữ, vậy mà lại ở đây nhiều năm như vậy, không thấy mệt sao? Nhà tù này, mặc dù giam cần chúng tôi, chẳng phải cũng là giam giữ cô sao? Tim Côn Ngô Mật Phi như thắt lại. Mặt ngoài nhìn có vẻ ung dung thờ ơ. Nhưng sâu trong lòng sớm đã dâng lên cảm xúc hỗn loạn. Đặc biệt là câu nói kia của Diệp Bắc Minh, nhà tù này, mặc dù giam cần chúng tôi, chẳng phải cũng là giam giữ cô sao? Đúng vậy. Cô ta cũng bị giam cầm trong nhà tù này. Còn là bị cha mẹ ruột của mình đưa đến đây. Kể cho tôi nghe câu chuyện của cô đi. Diệp Bắc Minh nói. Giọng nói lạnh lùng của Côn Ngô Mật Phi vang lên, cậu không có tư cách được nghe. Diệp Bắc Minh thở dài, không nói thì thôi, vậy cô tiếp tục canh giữ ở đây đi. Lần sau có người tới đây, không biết sẽ là bao lâu nữa, dù sao thế giới này cũng sắp bị hủy diệt và khởi động lại rồi. Cô đợi vài kỷ nguyên nữa cũng được, đợi lần sau có người tới, nếu muốn nói thì hãy nói cho họ biết. Vừa nói, Diệp Bắc Minh giơ tay lên, trong tay xuất hiện một điếu thuốc, châm thuốc. Anh hút mạnh một hơi, nhả vào một vòng khói và nói, được rồi, giết tôi đi. Một bộ dạng như không chuẩn bị phản kháng. Côn Ngô Mật Phi sửng sốt, cô ta chưa từng gặp ai như vậy trước đây. Chín cường giả tuyệt thế trước đó, đương nhiên, là so với những người ở trong nhà tù này, không một ngoại lệ, đều trực tiếp tấn công cô ta, muốn thoát khỏi nhà tù này. Chỉ có Diệp Bắc Minh là ngồi đây chờ chết. Không biết qua bao lâu, giọng nói lạnh lùng của Côn Ngô Mật Phi mới vang lên, tôi đến từ Nguyên Thủy Chân Giới, gia tộc Côn Ngô. Tôi vừa ra đời liền trở thành thiên kiêu chi nữ, sau khi đại diện cho nhà Côn Ngô gia nhập học viện huyền thần, liền ưu tú hơn bạn bè đồng lứa. Bất Hủ tộc là một trong những gia tộc hàng đầu tại Nguyên Thủy Chân Giới. Ngay cả khi gia tộc Côn Ngô tôi so với bọn họ, cũng kém hơn vài bậc. Diệp Bắc Minh gật đầu nói, để tôi đoán nhé, một trong những thiên tài nào đó của Bất Hủ tộc có hứng thú với cô. Sau đó, bố mẹ cô cho rằng cô là con gái, thì nên gả cho hắn ta. Đồng thời, chỉ cần cô gả đi, địa vị của gia tộc cô sẽ như nước lên thuyền lên, đúng không? Cậu, sao cậu biết, Côn Ngô Mật Phi cau mày. Diệp Bắc Minh thầm phỉ nhổ trong lòng. Sao tôi có thể không biết chứ? Loại chuyện này, anh đã trải qua quá nhiều lần rồi. Hầu hết các gia tộc đều không xem trọng phụ nữ, cho dù đó có là thiên tài. Sau cùng, họ sẽ trở thành đồ phụ thuộc vào đàn ông. Bề ngoài của cô có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất rất mạnh mẽ kiên cường. Cô là một cô gái mạnh mẽ, không muốn khuất phục bởi người khác. Đồng thời, cô cũng là một cô gái có trái tim nhạy cảm, mong muốn được cha mẹ mình thừa nhận, đáng tiếc, chỉ vì cô là con gái mà luôn bị coi thường. Cho dù cô có là thiên tài hay thiên kiêu chi nữ đi nữa. Trong mắt mọi người, cô vẫn phải gả đi. Gả cho một thiên tài khác, hào quang trên người cô có nhiều thế nào, cũng sẽ không được người khác thừa nhận. Thế nên, khi cô cố gắng nâng cao sức mạnh của bản thân, mọi người lại càng không hiểu nổi, một người phụ nữ như cô, sao phải liều mình đến vậy? Cô bị gia đình hối ép gả cho người kia nhưng không đồng ý. Tại sao? Dựa vào cái gì chứ? Giọng nói của Diệp Bắc Minh trầm thấp, cuối cùng tức giận gầm lên, ai nói phụ nữ không bằng đàn ông? Câu nói cuối cùng của Diệp Bắc Minh, như chạm vào phần mềm yếu nhất trong nội tâm của Côn Ngô Mật Phi. Cậu, ha ha ha. Côn Ngô Mật Phi sớm đã lệ rơi đầy mặt, cười khổ nói, cha mẹ, hai người nhìn thấy không? Người hiểu con nhất trên thế gian, vậy lại là một con kiến trong nhà tù này. Ha ha ha, đáng cười, thật đáng cười. Diệp Bắc Minh bước lên trước một bước, đưa qua một chiếc khăn giấy, lau nước mắt đi. Cậu, không được nhìn. Côn Ngô Mật Phi giật lấy khăn giấy, lau khô dòng lệ. Làm một điếu không? Diệp Bắc Minh châm một điếu thuốc. Côn Ngô Mật Phi lắc đầu, nuốt phân nhả xương, có ý nghĩa gì chứ? Thử thì sẽ biết thôi, Diệp Bắc Minh đưa qua. Côn Ngô Mật Phi hít một hơi. Khụ khụ, cô ta bị sặc. Đồng thời, nicotine nhanh chóng ập vào não, cảm giác này khiến cô ta tạm thời quên đi mọi phiền não. Sau khi hút xong điếu thuốc, giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên, đúng rồi, cô có muốn lội ngược dòng một lần không? Côn Ngô Mật Phi nhìn Diệp Bắc Minh, như thế nào? Diệp Bắc Minh nói, tôi có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, khoảng mấy chục người, cũng không tính chính xác là bao nhiêu. Giao thân thể của cô cho tôi, cho người không biết tự lượng sức mình,
cho người đàn ông giống như con kiến trong mắt bọn họ. Bọn họ cho rằng cô là thiên kiêu chi nữ, nên gả cho một thiên tài. Nếu cô bị một con kiến như tôi chiếm lấy thân thể, bọn họ có thất vọng không? Có phẫn nộ không nhỉ? Lời này vừa nói ra, toàn bộ không gian đều trở nên an tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ. Nhóc con, cậu, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục sợ đến mức toàn thân run rẩy, suýt chút thì nổ tung. Trên nghĩa địa hỗn độn, sấm chớp gầm vang. Hoàng đế Hiên Viên và vua thời gian vẫn luôn theo dõi mọi chuyện, nghe thấy câu này của Diệp Bắc Minh, thần hồn cũng bị dọa cho gần như nổ tung. Điên rồi. Diệp Bắc Minh thật sự bị điên rồi. Điều mà tất cả mọi người không ngờ tới là... Được. Côn Ngô Mật Phi tôi đồng ý với cậu. Mẹ kiếp, nhóc con, cậu, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh hãi. Hoàng đế Hiên Viên và vua thời gian cũng gần như lao ra khỏi bia mộ. Diệp Bắc Minh, chúng ta khâm phục và ngưỡng mộ cậu như con sông dài chảy vô cùng tận. Giống như sông Hoàng Hà chảy mãi không ngừng. Vãi thật, quá tuyệt vời. Giây tiếp theo. Một luồng khí mạnh mẽ chặn lại mọi thứ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, nghĩa địa hỗn độn bị ngắt kết nối với Diệp Bắc Minh. Côn Ngô Mật Phi bước lên một bước, vậy mà chủ động ôm eo Diệp Bắc Minh, có điều, anh nhắm mặt lại, tôi tự làm. Nếu anh dám cử động dù chỉ một chút, hoặc dám mở mắt ra, tôi lập tức giết chết anh. Còn nữa, không phải anh muốn tôi, mà là tôi, Côn Ngô Mật Phi, muốn anh. Côn Ngô Mật Phi vô cùng điên cuồng. Dưới sự đè ép của một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, Diệp Bắc Minh căn bản không động đậy nổi. Thậm chí, ngay cả mí mắt cũng chẳng thể nâng lên. Không biết trải qua bao lâu, nhưng sau khi bị Côn Ngô Mật Phi đòi hỏi vô số lần, đợi đến khi anh cuối cùng cũng có thể cử động được, mở choàng hai mắt. Côn Ngô Mật Phi sớm đã mặc xong quần áo, trở lại dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày. Đừng nhìn tôi như thế, hãy coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra đi. Tôi sẽ xóa hết ký ức của anh sẽ không nhớ được gì đâu. Không đợi Diệp Bắc Minh phản ứng lại. Côn Ngô Mật Phi đã nhấc tay chỉ, một luồng sức mạnh phép tắc lập tức ập tới. Không gian xung quanh Diệp Bắc Minh liền dao động. Giây tiếp theo, anh đã hoàn toàn mất đi ý thức. Khi anh một lần nữa mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang nằm bên cạnh sông Mặc Uyên, tiểu tháp. Mau ra đây, sao tôi lại ở đây? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên. Nhóc con cậu không phải muốn bơi dọc theo dòng chảy tới điểm cuối của sông Mặc Uyên, nhìn xem thế giới có phải là một nhà tù hay không sao? Ngay cả ký ức của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng xóa sạch không còn dấu vết. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng vậy, nhưng sao tôi lại lên bờ rồi? Anh vừa muốn đứng dậy thì hai chân mềm nhũn, xém chút đã ngã nhào xuống đất. Diệp Bắc Minh giật mình, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cả người tôi không còn chút sức lực nào thế? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp, có lẽ là do cậu đã bơi quá lâu dưới sông Mặc Uyên chăng? Nhóc con, tôi khuyên cậu một câu, dòng sông này quá kỳ quái, tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây thôi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, tôi luôn cảm giác như thiếu cái gì đó, vẫn nên tìm kiếm hỗn độn chân hỏa trước đi. Bây giờ tôi đã có sức lực của 10 con rồng, cũng đã nâng cấp lên một cảnh giới lớn, cẩn thận một chút chắc cũng đủ sức bảo vệ chính mình. Dứt lời liền nhanh chóng rời khỏi sông Mặc Uyên. Tiến về phía thành Thiên Ma. Ở cuối sông Mặc Uyên, dưới tấm bia đá hỗn độn. Côn Ngô Mật Phi thông qua một tấm màn ánh sáng nhìn Diệp Bắc Minh rời đi, khóe miệng nhếch lên ý cười, mẹ kiếp, vì quá kích động mà bị anh ta lừa rồi. Nếu chuyện đã xảy ra thì không có gì phải hối hận nữa. Xóa trí nhớ của anh ta thì tặng lại một món quà lớn thôi. Cô ta lạnh nhạt hô một tiếng. Toàn bộ nước đen liền ngừng lan ra rộng ra khắp nhà tù số 7. Anh hãy chậm rãi trưởng thành, lúc nào có đủ tư cách gặp mặt, tôi sẽ khôi phục ký ức cho anh. Nếu thực lực không đủ thì cứ coi như một giấc mộng đi. Dứt lời. Côn Ngô Mật Phi nhìn thoáng qua mẫu thạch hỗn độn của nhà tù số 7, nghiến răng ngà nói, anh ta nói đúng, tại sao Côn Ngô Mật Phi mình phải ngây ngốc ở đây cả đời cơ chứ? Dứt lời liền vỗ một trưởng lên mẫu thạch hỗn độn. Răng rắc một tiếng, mẫu thạch hỗn độn liền nổ tung. Nhà tù số 7 cũng xé ra một vết nứt. Toàn bộ xiềng xích của nhà tù số 7 trong chớp mắt vỡ lìa. Lần sau, ai đến đây liền có thể tiến vào nguyên thủy chân giới, về phần bọn họ có cướp đoạt tài nguyên cùng vận may của nguyên thủy chân giới hay không liên quan quái gì tới mình, Côn Ngô Mật Phi khịt mũi. Vừa xài một bước, đau. Tên đó, rõ ràng không cử động mà, là do mình quá hung mãnh chăng, Côn Ngô Mật Phi bước nhỏ rồi biến mất. Khoảnh khắc nhà tù số 7 rạn nứt.
tại một vài địa điểm cổ kính khắp nơi trên thế giới. Hửm, gông xiềng của thế giới này vậy mà được dỡ bỏ rồi. Sâu trong một lục địa cô quạnh, bên dưới lòng đất. Một ông già trông như xác ướp đột nhiên mở mắt. Bên kia, tại một thần quốc xưa cũ, nơi sâu thẳm trong hoàng cung truyền đến một giọng nói đầy hưng phấn, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cảm thấy cảnh giới của mình mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Dưới vực thẳm không đáy. Độ sâu 100.000 mét dưới biển băng. Ngoài ra tại một vùng dung nham vô tận. Khắp nơi trên thế giới. Các đại năng thượng cổ ấn dấu hơi thở bấy lâu nay đều thức tỉnh vào thời điểm này. Xiềng xích được tháo bỏ, chúng ta có thể tiến vào cảnh giới đại năng thượng cổ rồi sao? Lẽ nào đã có ai đó phá vỡ được xiềng xích? Hơn 100 vị đại năng thượng cổ thoát khỏi tháp càn khôn chấn ngục kia cũng mừng rỡ cùng ngạc nhiên không kém. Sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi sông Mạc Uyên không lâu cũng cảm giác được sức mạnh phép tắc của thế giới này xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dường như toàn bộ mọi hạn chế đều được giải trừ. Tiểu tháp, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh kinh hãi. Tháp càn khôn chấn ngục trịnh trọng nói, nhóc con, hình như có người đã dỡ bỏ hạn chế phép tắc của thế giới này rồi. Có ý gì? Diệp Bắc Minh cau mày hỏi. Tháp càn khôn chấn ngục giải thích, trong phép tắc của thế giới này trước đây, người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là đại năng thượng cổ đỉnh phong. Ngay cả chủ nhân đời đầu tiên của tôi, vượt qua giới hạn này cũng bị sức mạnh của thế giới này áp chế xuống. Nhưng hiện tại loại hạn chế phép tắc đó đã bị loại bỏ, tất cả mọi người đều có thể vượt qua cảnh giới đại năng thượng cổ rồi. Nói tới đây, tháp càn khôn chấn ngục thoáng khựng lại, nói cách khác, thế giới này đã không còn phép tắc áp chế nữa, mọi người đều có khả năng rời khỏi đây. Thật vậy sao? Hai mắt Diệp Bắc Minh sáng rực. Nhóc con, cậu mau đẩy nhanh tốc độ đột phá đi. Nếu không một khi bị những người khác vượt qua quá nhiều, chỉ có thể trở thành hòn đá lót đường cho họ mà thôi, tháp càn khôn chấn ngục nhắc nhở. Diệp Bắc Minh nghiêm túc gật đầu, tôi biết, chúng ta tới thành thiên ma một chuyến trước, xem hỗn độn chân hỏa có còn ở đó hay không. Bóng dáng anh lóe lên, liền đi về hướng thành thiên ma. Ba tiếng sau, đã tới được thành thiên ma. Diệp Bắc Minh bị cảnh tượng trước mắt này làm cho sững sờ. Thành thiên ma nơi có thể dung chứa hàng trăm triệu người nay đã trở thành một đống đổ nát, triệt để hoang tàn. Xương cốt rải rác khắp nơi, cả một tòa thành thiên ma bị hủy diệt. Diệp Bắc Minh trợn to hai mắt, sao lại thế này? Tháp càn khôn chấn ngục nói, sợ là hơn trăm tên bảo vệ kia đã đổ sát toàn bộ thành thiên ma rồi. Tôi vừa dùng thần hồn thăm dò toàn bộ đại lục hỗn độn. Có một tin xấu cho cậu đây. Không còn ai sống sót trên toàn bộ đại lục hỗn độn nữa. Diệp Bắc Minh nghe vậy thì hít ngược một ngụm khí lạnh, đám đại năng thượng cổ đó đều bị điên rồi sao? Có ít nhất hàng chục tỷ ma tộc trên toàn bộ đại lục hỗn độn này. Vậy mà, bị tàn sát toàn bộ rồi. Tháp càn khôn chấn ngục thở dài, nhóc con, thế giới vẫn luôn vận hành như vậy, thực lực không đủ thì chỉ có thể làm bia đỡ đạn thôi. Bất quá, cậu vẫn khá may mắn đó, hỏa chủng của hỗn độn chân hỏa vẫn còn. Ở đâu cơ? Diệp Bắc Minh vui mừng. Tháp càn khôn chấn ngục trầm giọng, dưới lòng đất 3.987 mét. Tuy nhiên có một người bảo vệ vẫn còn canh giữ ở đó. Chỉ có một người, vậy sợ cái thá gì? Làm thịt ông ta là được. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước liền tới được vị trí tháp càn khôn chấn ngục đề cập tới, mà kiếm càn khôn chấn ngục cũng đã xuất hiện trong tay. Sức mạnh của 10 con rồng bùng nổ, kiếm càn khôn chấn ngục giống như đang cắt đậu phụ, trực tiếp cắm xuống đất. Diệp Bắc Minh nhanh chóng chìm xuống. Đi tới một hang động khổng lồ dưới lòng đất, phía trước có một trận pháp bao phủ, phù văn lập lòe, bảo vệ toàn bộ nơi đây. Ở trung tâm của trận pháp có một hỏa chủng u tối đang nhấp nháy. Chỉ bằng kích thước của một hạt đậu. Trận pháp này ngưng tụ sức mạnh của huyết mạch rồng trên toàn bộ đại lục hỗn độn, duy trì cho tia hỏa chủng hỗn độn không bị dập tắt. Trong trận pháp, một ông lão râu tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt lại vô cùng trẻ trung mở ra hai mắt, tháp chấn ngục đại nhân, thế giới này thật sự nhỏ quá. Hình như đầu óc của vị chủ nhân mà ngài chọn này không được tốt lắm, vậy mà dám quay trở lại đây. Tiểu tháp, đây là ai? Một mình mà lại dám ngông như vậy? Giọng nói của Diệp Bắc Minh cực kỳ giá lạnh. Tháp càn khôn chấn ngục nói, hắn ta tên là Khương Cổ, có lẽ là người bảo vệ tầng thứ 7 của bổn tháp. Tính cách trước đây của hắn ta giống như một con chó, luôn quẫy đuôi nịnh bợ tôi, nhưng không ngờ, bây giờ lại biến thành một con chó biết cắn người. Diệp Bắc Minh cười nghiền ngẫm. Một con chó biết cắn người, thì không phải là chó nữa hay sao?
vẫn là một con chó mà thôi. Một người một tháp, kẻ sướng người phụ. Sắc mặt Khương Cổ trở nên cực kỳ khó coi, ha ha ha. Bổn tọa đã từng là bại tướng dưới tay Võ Tổ, lúc ông ta còn sống, người coi ta là chó, ta cũng không nói gì. Bây giờ, người chỉ còn sót lại một tia tàn hồn. Người chỉ là phế vật, lại dám coi bổn tọa là chó, muốn chết. Lời nói vừa dứt, nhiệt độ trong hang động đột nhiên giảm mạnh mười mấy độ. Thiên cơ dẫn. Khương Cổ trực tiếp ra tay, biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, hắn ta xuất hiện cách Diệp Bắc Minh 3 mét, trong tay cầm một chiếc rìu vàng, đột nhiên chém mạnh về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Một đòn này có sức mạnh của 5 con rồng, khoảng không xung quanh trực tiếp sụp đổ. Sau đó xuất hiện một vòng xoáy màu đen cực kỳ khủng bố. Diệp Bắc Minh cười nói, chỉ có thế này thôi. Sức của 5 con rồng, muốn dọa chết người ta à? Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện trong tay, đánh về phía chiếc rìu vàng, truyền đến một âm thanh hủy diệt. Khương Cổ cảm thấy mình như người bình thường đánh vào sắt thép, gan bàn tay lập tức nổ tung. Cánh tay hắn ta run rẩy, máu tươi đầm đìa. Rìu thần xém chút nữa đã bị đánh bay khỏi tay. Mày, sao có thể? Khương Cổ biến sắc, không ngờ sức mạnh của Diệp Bắc Minh lại đáng sợ hơn cả hắn ta. Muốn thu lại rìu thần, nhưng Diệp Bắc Minh căn bản không cho hắn ta cơ hội. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trong tay quét ngang qua, chém về phía đầu Khương Cổ. Khương Cổ giơ tay lên chống cự, phụt một tiếng, cánh tay của hắn ta trực tiếp bay ra ngoài, cơn đau dữ dội khiến bộ não tức giận của hắn ta tỉnh táo hơn. Giây tiếp theo, growl, một tiếng rồng ngâm vang lên, đánh thẳng vào lồng ngực của Khương Cổ. Cút, Khương Cổ gào lên, đầu tóc rối bù đánh ra một quyền. Huyết Long bị nổ tung bởi cú đấm của hắn ta, nhưng năng lượng đáng sợ kia lại bùng phát, hung hãn đập mạnh vào ngực hắn, xương ức vỡ lìa. Cả người giống như con chó chết bay ra ngoài, điên cuồng phun ra máu. Mày! Khương Cổ vừa sợ hãi vừa tức giận, hắn ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mới nửa năm không gặp. Cảnh giới của Diệp Bắc Minh đã tăng lên đáng sợ như vậy. Trái tim hắn ta co giật dữ dội, nhóc con, là bổn tọa xem thường mày rồi, đáng tiếc trước Mặc Đại Năng Thượng Cổ, mày vẫn phải chết. Bổn tọa sẽ cho mày biết thực lực thật sự của Đại Năng Thượng Cổ là như thế nào. Diệp Bắc Minh cười lạnh, nói nhảm nhiều như thế làm cái con mẹ gì, mày là người Đôn Hoàng à? Đạo đài luân hồi, ra đây. Anh dậm chân giữa không trung. Dầm. Hư không dung chuyển, cảnh sắc bốn phía đột nhiên thay đổi. Khương Cổ bị Diệp Bắc Minh kéo vào lĩnh vực luân hồi, xuất hiện một võ đài võ đạo cực lớn. Xung quanh là hàng trăm bia mộ quỷ dị và đáng sợ, mang lại cho người ta khí tức chết chóc. Lĩnh vực phép tắc của mày. Không giết được bổn tọa đâu. Khương Cổ vô cùng tự tin. Một dòng huyết quang trào ra từ nơi cánh tay bị chặt đứt, vậy mà lại xuất hiện một cánh tay mảnh khảnh như của em bé, năm ngón tay chộp lấy hư không. Diều thần bay trở lại, chân hắn ta hung hãn dẫm mạnh vào bệ của đạo đài luân hồi. Dầm. Hắn ta lao đến như sao băng, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh chỉ bằng một bước, diều thần chém mạnh xuống. Một đòn vừa rồi chỉ có 1/3 sức mạnh, sức lực của 5 con rồng. Một đòn này, đã quy tụ hoàn toàn sức mạnh của 10 con rồng, nhất định sẽ đập nát Diệp Bắc Minh và đạo đài luân hồi. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trong tay, đỡ lấy đòn đang lao tới. Sức mạnh 15 con rồng versus sức mạnh 10 con rồng. Ai mạnh ai yếu, lập tức đã thể hiện rõ. Phụt! Cánh tay của Diệp Bắc Minh khẽ run lên, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục bị rìu thần đè nặng lên vai anh, chiếc rìu thần đâm sâu mà máu thịt. Rắc rắc một tiếng. Xương bả vãi đứt gãy. Ha ha ha, nhóc con, đây chính là thực lực thật sự của mày sao? Lại còn lĩnh vực luân hồi, mày cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Diệp Bắc Minh đột nhiên bật cười, ha ha, tao không bị thương thì sao mày có thể mất cảnh giác chứ? Giây tiếp theo, anh giơ tay nắm lấy chiếc rìu thần, hung hãn ấn mạnh vào vai mình. Khương Cổ không thể động đậy. Bằng một niệm thức, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện trong một bàn tay khác của anh. Trực tiếp chém về phía trái tim của Khương Cổ. Mẹ kiếp! Khương Cổ kêu lên đầy đau đớn, vào thời khắc mấu chốt như vậy, hắn ta căn bản không kịp phòng thủ. Bổn tọa không sống được, mày cũng đừng mong sẽ sống sót. Chết cùng tao đi! Khương Cổ tức giận nói. Thật sự từ bỏ phòng thủ, sức mạnh của rìu thần toàn bộ đều nổ tung và rơi xuống. Thân thể Diệp Bắc Minh lập tức bị chém thành hai nửa tại chỗ. Đồng thời,
kiếm càn khôn chấn ngục cũng xuyên qua cơ thể Khương Cổ, dùng lực nổ tung. Khương Cổ hóa thành một đám xương máu. Một tia thần hồn từ trong xương máu lao ra, giống y hệt với Khương Cổ, nhưng hắn ta lại nhìn thấy một cảnh tượng cả đời này khó tin được. Chỉ thấy, thân thể bị nổ tung của Diệp Bắc Minh được bồi đắp lại, hoàn toàn hồi phục, giống như chưa từng bị thương vậy. Mày, điều này không thể nào, thần hồn của Khương Cổ kinh hãi. Diệp Bắc Minh cười nói, đại năng thượng cổ chỉ có tí thông minh này thôi sao? Lĩnh vực luân hồi có thể quay ngược thời gian, tao có chết cả vạn lần cũng không sao. Nhưng mày chết một lần, thì đó chính là thật sự đã chết, hiểu không? Tiểu Tháp, thần hồn của hắn ta cho ông đấy. Được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, một cỗ sức mạnh cường đại ập tới. Linh hồn của Khương Cổ cầu xin, không, đừng mà, Chấn Ngục đại nhân, tôi sai rồi, tôi, một khối sức mạnh hỗn độn rơi xuống, thần hồn của Khương Cổ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Toàn bộ sức mạnh bị Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hấp thu. Đồng thời cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh phát hiện ra, sau khi máu thịt của Khương Cổ nổ tung đã chảy qua đạo đài luân hồi, xuôi dòng chảy vào bia mộ của các vị sư phụ. Mỗi một tấm bia mộ đều có chút dao động. Dường như 100 vị sư phụ cảm thấy sự tồn tại của anh vậy. Diệp Bắc Minh mừng rỡ, các sư phụ, mọi người có cảm nhận được sự tồn tại của đồ nhi không? Nếu như có, vậy thì sáng lên một chút đi. Hàng trăm bia mộ sáng lên liên tục. Tốt quá rồi. Diệp Bắc Minh vui mừng khôn xiết, chỉ khi đạo đài luân hồi hấp thu đủ máu tươi, linh hồn của 100 vị sư phụ mới có cơ hội trùng sinh. Nhóc con, đừng nghĩ nữa, đi tìm hỗn độn chân hỏa trước đã, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở. Diệp Bắc Minh gật đầu, lập tức đóng lại lĩnh vực luân hồi. Anh bước ra một bước, đến trung tâm của trận pháp. Một hạt giống hỗn độn chân hỏa nhỏ bằng hạt đậu lấp lánh trong hư không. Giống như có thể bị dập tắt bằng một cơn gió bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh cau mày, Tiểu Tháp, hạt giống hỗn độn chân hỏa nhỏ như vậy, có thể luyện hóa sao? Người khác không được. Nhưng cậu thì được. Có ý gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười nói, hỗn độn chân hỏa cần luyện hóa bằng dòng khí hỗn độn, lão tổ của thiên ma tộc không thể luyện hóa, chủ yếu là do hạt giống dị hỏa quá nhỏ. Vì thế, ông ta tạo ra một trận pháp ở đây, hy vọng có thể lợi dụng sức mạnh của hỗn độn giới nuôi lớn nó. Khương Cổ ở lại nơi đây hẳn là muốn chăm sóc hạt giống hỗn độn chân hỏa, chờ nó lớn lên rồi mới mang đi. Nhưng cậu thì khác, trong tay cậu có hỗn độn mẫu thạch. Có thể không ngừng sinh ra dòng khí hỗn độn. Chỉ cần đốt cháy dòng khí hỗn độn, hạt giống hỗn độn tự nhiên sẽ bùng cháy thành hỗn độn chân hỏa. Được, để tôi thử xem. Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên. Anh giơ tay lên, một viên hỗn độn mẫu thạch xuất hiện trong lòng bàn tay. Dòng khí hỗn độn từ phía trên tuôn trào, hạt giống của hỗn độn chân hỏa bùng cháy trong nháy mắt, nhiệt độ của hang động tăng lên đột ngột. Đại lục hỗn độn, sâu trong hoàng cung thần quốc hỗn độn. Đất tổ của hoa tộc. Hơn trăm năm trôi qua, quá khứ đổ nát đã sớm đổi thay. Đặc biệt trong vòng nửa năm gần đây, dòng nước đen đã làm ô nhiễm các thế giới xung quanh biển hỗn độn, buộc tất cả các tông môn đứng đầu phải rút lui. Toàn bộ 72 đảo thiên giai của thế giới bản nguyên đều bị ô nhiễm. Hạ Nhược Tuyết sớm đã biết được chuyện của Hắc Thủy tộc nên đã báo trước cho Thương Khung Kiếm Tông, nhờ đó mà tránh được kiếp nạn này. Lúc này, hầu hết các đệ tử nòng cốt của Thương Khung Kiếm Tông đều đã di chuyển đến đại lục hỗn độn, tiến vào vùng đất tổ của hoa tộc để tu dưỡng. Trời vừa tờ mờ sáng, bố mẹ Diệp Bắc Minh cùng một nhóm hồng nhan, các vị sư tỷ đều nhận được tin tức từ Thương Khung Kiếm Tông. Họ nhanh chóng tập trung lại tại sảnh chính. Nhưng phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ thì hai bố con Lục Tả Xương cùng Lục Hách Tuyên mới chậm chạp bước vào đại điện, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn lên gương mặt họ. Diệp Thanh Lam nghi hoặc, Lục trưởng lão, sao lại là ông? Tôn tông chủ đâu, ông ta nói tìm chúng tôi có chuyện, sao không tự mình tới? Lục Hách Tuyên buồn cười nhìn bà nói, tôn tông chủ trăm công nghìn việc, nào có thời gian tới gặp bà? Thế nào, chúng tôi còn chưa đủ tư cách à? Mọi người đều choáng váng. Bầu không khí này có chút không thích hợp. Lông mày Diệp Thanh Lam nhíu chặt, cậu Lục, các người ra mặt cũng được, vậy xin hỏi triệu tập chúng tôi tới đây vì cái gì? Lục Hách Tuyên đảo mắt liếc họ một lượt, nếu đều đã tới thì tôi liền nói rõ ràng cho các người biết. Các người mau thu dọn hành lý rời khỏi Thương Khung Kiếm Tông đi. Sau này cũng đừng ở lại thế giới này nữa. Sảnh lớn lập tức nổ ra một trận náo động. Ý cậu là gì?
Tính tình Lâm Thương Hải nóng nảy, trực tiếp bước ra chất vấn, nơi này vốn là đất tổ của Hoa tộc. Dưới sự xâm chiếm của Hắc thủy tộc, rất nhiều nơi trên đại lục đều đã bị ô nhiễm. Chúng tôi thấy một tông môn lớn như Thương Khung Kiếm Tông không có nơi nào để đi nên mới thu nhận các người vào nơi này. Sao, muốn tu hú chiếm tổ, ngược lại muốn đuổi chúng tôi đi à? Ha ha! Lục Hách Tuyên cười khẩy, không nói hai lời liền vỗ tới một trường. Lâm Thương Hải lập tức bắn ngược ra phía sau, đập mạnh lên bức tường của đại sảnh, phun ra một ngụm máu. Lâm Thương Hải! Mấy vị sư tỷ vội vàng lao tới, tiểu độc tiên lấy ra một viên đan dược, ăn nó đi, ổn định vết thương trước rồi nói sau. Sắc mặt Diệp Thanh Lam cực kỳ khó coi, cậu Lục, rốt cuộc cậu có ý gì? Lục Hách Tuyên cười gằn, ý của tôi còn chưa đủ rõ ràng à? Là đang kêu các người cút đi đó. Nếu không phải nể mặt Hạ Nhược Tuyết, các người còn có tư cách ở lại đây sao? Đáng tiếc con khốn đó vì cứu các người, khiến bản thân bị nước đen nuốt chừng. Nếu không phải vài vị lão tổ rủ lòng từ bi thì các người tưởng rằng mình còn có thể ở lại đây sao? Diệp Thanh Lam cùng Dạ Huyền liếc nhau một cái, cõi lòng cả hai đều trùng xuống. Lại nhìn sang Lục Tả Xương vẫn giữ im lặng từ đầu tới giờ, Lục trưởng lão, đây chính là ý của Thương Khung Kiếm Tông sao? Lục Tả Xương bưng chén trà lên, thong thả nhấp xong một ngụm mới tươi cười đáp, chúng tôi cũng không muốn vậy, nhưng mọi người cũng nhìn thấy rồi đó. Thương Khung Kiếm Tông bị tổn thất nặng nề, mà điều này cũng không có xu hướng dừng lại. Các người là gánh nặng mười mấy người, mỗi ngày tiêu hao biết bao nhiêu tài nguyên võ đạo. Chúng tôi chỉ là để các người rời khỏi không gian thế giới này, cũng không phải là đuổi các người đi. Ở thế giới bên ngoài kia vẫn như cũ được Thương Khung Kiếm Tông che chở mà. Lập luận chặt chẽ tới giọt nước không lọt. Các người làm vậy khác nào tu hú chiếm tổ. Đất tổ Hoa tộc vốn là của chúng tôi. Trong đôi mắt đẹp của mấy người Chu Nhược Giai, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến đều tràn đầy lửa giận. Lục Tả Xương, Thương Khung Kiếm Tông các ông chẳng khác nào giặc cướp, vậy mà đuổi chúng tôi đi. Đạm Đài Yêu Yêu lập tức phát hỏa. Lục Tuyết Kỳ thì trực tiếp rút ra trường kiếm, chỉ thẳng vào Lục Tả Xương nói, các người cút đi cho tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của tiểu độc tiên âm trầm, kịch độc trên người lan tràn, khí độc cuồn cuộn khắp nơi. Các người dám. Lục Hách Tuyên kinh hãi lùi lại mấy bước. Lục Tả Xương nheo mắt, nở một nụ cười giả tạo, các người xác định là muốn ra tay sao. Nếu bây giờ các người tự mình rời đi, thì còn có chút mặt mũi đó. Nếu không muốn thể diện, vậy lão phu chỉ đành đắc tội vậy. Vừa dứt lời bên ngoài đã truyền tới từng trận tiếng bước chân dồn dập. Hàng ngàn đệ tử của Thương Khung Kiếm Tông xuất hiện, bao vây lấy toàn bộ đại điện. Đợi đã. Lạc Khuynh Thành thân là đại sư tỷ, vội bước tới ngăn cản các sư muội khác, Yêu Yêu, Tuyết Kỳ đừng manh động. Đại sư tỷ, bọn họ thật quá quát. Ánh mắt hai người không giấu được sự tức giận. Lạc Khuynh Thành lắc đầu, nghe lời. Giọng nói của Dạ Huyền đầy u ám, Khuynh Thành nói đúng, đừng manh động, chúng ta đi. Mọi người không còn do dự nữa liền trực tiếp quay người rời đi. Lục Tả Xương cười lạnh, là cái thá gì cơ chứ? Hai mắt Lục Hách Tuyên nóng rực, nhìn chòng chọc theo bóng lưng rời đi của mấy người Lạc Khuynh Thành, trái tim như có ngọn lửa quấn lấy, bố, cứ dễ dàng thả họ đi như vậy sao? Thật đáng tiếc mà. Vài ả sư tỷ kia của Diệp Bắc Minh thực sự quá xinh đẹp. Nói đoạn liền thèm khát nuốt nước bọt. Còn có đám hồng nhan chi kỷ kia nữa, tuy có vài ả đã bị phá thân nhưng số còn lại vẫn là trong trắng. Đặc biệt là 10 ả sư tỷ kia, đúng là quyến rũ mê người mà. Lục Tả Xương cau mày. Tuyên Nhi, sao trong đầu con đều là phụ nữ vậy? Ánh mắt Lục Hách Tuyên đầy nóng bỏng, bố, con đây không phải là vì tiếp nối dòng dõi cho nhà họ Lục chúng ta sao? Con thích tất cả đám phụ nữ này. Con thậm chí còn cảm thấy, mẹ của tên Diệp Bắc Minh đó vẫn còn hấp dẫn lắm. Hơn nữa còn trông giống hệt Diệp Bắc Minh, con vô cùng căm ghét thằng nhãi đó. Nếu có thể đè dưới thân, hung hăng chà đạp một trận. Lục Tả Xương không nghe nổi nữa, liền cảnh báo một câu, đồ khốn nạn. Thương Khung Kiếm Tông chúng ta là danh môn chính phái, con đừng có làm ô nhục danh dự của tông môn. Nếu lúc đó bị lan truyền ra ngoài, lão tổ cũng không tha cho con đâu. Lục Hách Tuyên hai mắt đỏ hoe, bố, đạo tâm của con đều bị tên xúc sinh Diệp Bắc Minh đó đánh nát rồi. Nếu không báo được thù, thì cả đời này con cũng coi như bỏ. Nói đến đây, hắn không kìm được giống lên, bố còn coi con là con trai sao? Lục Tả Xương rơi vào trầm tư. Sau đó quay người bỏ đi, chỉ ném lại một câu,
bố biết tính cách của con, muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng đừng để người khác nắm được thóp. Vâng thưa bố. Nơi sâu trong mắt Lục Hách Tuyên xẹt qua một tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Sau khi mấy người Diệp Thanh Lam rời khỏi đại điện, mọi người đang định quay lại thu dọn đồ đạc thì bà lại lắc đầu nói, đừng thu dọn nữa, cứ trực tiếp rời đi thôi. Phải nhanh lên. Lạc Khuynh Thành gật đầu, đúng vậy, vừa rồi tôi thấy ánh mắt của Lục Hách Tuyên khi nhìn chúng ta có chút bất ổn. Kẻ này trước đó còn nhiều lần kiếm cớ tiếp cận tôi, chắc chắn là không có ý tốt. Mọi người giật mình. Họ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đất tổ hoa tộc, một giây cũng không muốn lưu lại, một mạch thẳng tiến thần quốc hỗn độn. Tốc độ của Dạ Huyền cùng Diệp Thanh Lam rất nhanh, dẫn đầu đưa mọi người đi theo. Thẳng cho tới khi chạy được mấy vạn dặm, cuối cùng dừng lại ở bên ngoài một thung lũng, được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lúc đi. Nơi này tạm thời hẳn là an toàn rồi. An toàn, các người chắc chưa? Giọng nói bấn cợt của Lục Hách Tuyên vang lên. Tôi đã chạy theo sau các người 6 tiếng đồng hồ rồi, biết tôi vì sao không ra tay không? Bởi vì tôi muốn nhìn xem biểu cảm khi các người thở phào tưởng rằng mình đã trốn thoát nhưng thực ra lại rơi vào đường cùng của tuyệt vọng. Kiếm, lên! Hàng vạn thanh phi kiếm đồng thời reo vang, tạo thành một tấm lưới kiếm phủ khắp bầu trời, phong tỏa lại toàn bộ thế giới. Ngoài ra, xung quanh còn có sự hiện diện của hơn chục ông lão của nhà họ Lục. Mọi người cẩn thận, Yên Nhi, Hoàng Nhi, Tuyết Kỳ, Như Khanh, các con chú ý phía bên trái. Yêu Yêu, Lạc Ly, Tiên Nhi, Băng Nhi, Khuynh Thành, các con chú ý phía bên phải. Anh Huyền, lấy hai người chúng ta làm chủ lực, bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho mọi người, giọng nói của Diệp Thanh Lam trầm xuống, dùng tốc độ nhanh nhất và cách tốt nhất để chiến đấu. Được. Dạ Huyền bước lên phía trước, ma khí toàn thân dâng trào. Nhược Giai, Sáng Nguyệt, Tôn Thiến, các con tự bảo vệ mình là được. Vâng. Mọi người hét lên, tế ra binh khí của mình, đoàn kết một lòng. Lục Hách Tuyên cười nghiền ngẫm nói, phản ứng khá nhanh đó, còn nhanh hơn so với tôi tưởng, chỉ là không biết các người có thể kiên trì được bao lâu. Bà là mẹ của Diệp Bắc Minh, bổn công tử chơi bà trước. Đợi chơi xong rồi, sẽ đến lượt đám người kia. Vừa muốn ra tay, phía sau lưng hắn ta vang lên giọng nói giống như ác mộng. Bố mẹ, các sư tỷ, Nhược Giai, anh về rồi đây. Đây là... Mọi người đang chuẩn bị chiến đấu đều xoay người lại nhìn về phía phát ra giọng nói kia. À, tiểu sư đệ. Chồng ơi. Bắc Minh. Cậu Diệp. 10 sư tỷ. Chu Nhược Giai, Tôn Thiến, Đông Phương Sáng Nguyệt. Ly Nguyệt, Đế Khởi La, Sở Sở, Sở Vị Ương, Mạc Đình Đình. Vương Yên Nhi, Tiêu Tiêu, Nguyễn Thanh Từ, Nghê Hoàng, Hướng Ly Ly, Long Khuynh Vũ. Mười mấy thân ảnh lao đến. Hét lên ầm ĩ, đôi mắt đẹp đột nhiên đỏ hoe, hưng phấn tới cực điểm. Ngay lập tức, Diệp Bắc Minh đã bị đám người vây chặt, dường như không thở được. Chủ nhân, Lâm Thương Hải kích động nói, chủ nhân, cuối cùng người cũng về rồi. Con trai, Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền sững sờ, sau đó khóe miệng nở nụ cười. Diệp Bắc Minh, vào khoảnh khắc Lục Hách Tuyên nhìn thấy Diệp Bắc Minh, suýt chút đã tè ra quần, đạo tâm gần như sụp đổ, đi thôi. Hắn ta vội vã đem theo mười mấy lão giả của nhà họ Lục xoay người bỏ chạy. Diệp Bắc Minh mỉm cười, Lục Hách Tuyên, mày còn muốn chạy. Phụt, một con huyết long lao ra, mười mấy lão giả cảnh giới đạo tổ của nhà họ Lục bị đâm xuyên thấu, hóa thành xương máu. Lục Hách Tuyên sợ mãi đến hai chân mềm nhũn, khi nhìn thấy huyết long lao về phía mình thì trực tiếp quỳ xuống, cậu Diệp, xin tha mạng. Diệp Bắc Minh không để ý tới hắn ta, nhìn về phía Dạ Huyền. Diệp Thanh Lam hỏi, cha mẹ, sao mọi người lại bị hắn truy sát vậy? Theo lý mà nói, hiện tại mọi người nên ở trong tổ địa hoa tộc mới đúng, sao lại kéo cả gia đình tới nơi này? Sau khi anh thu được hỗn độn chân hỏa thì trực tiếp quay về đại lục hỗn độn. Nếu muộn một bước, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Diệp Thanh Lam phun ra một câu, Minh Nhi, Hắc Thủy tộc đã càn quét qua các thế giới xung quanh biển hỗn độn. Tất cả các thế giới lớn đều đã biến thành vùng đất chết, chúng ta đưa người của Thương Khung Kiếm Tông trở về đại lục hỗn độn, kết quả là bị bọn họ chiếm lấy tổ địa hoa tộc, còn đuổi chúng ta ra ngoài. Khá thú vị đấy, đi, chúng ta đi giết người. Diệp Bắc Minh mỉm cười, giơ tay lên, tóm lấy Lục Hách Tuyên đang nằm trên đất như một con chó chết, hướng về phía hỗn độn thần quốc mà đi. Bên ngoài tổ địa hoa tộc, vốn dĩ là cánh cửa không gian.
đã bị mấy lão tổ của Thương Khung Kiếm Tông cùng nhau hợp lực tạo ra một trận pháp, giữ cho nó luôn được mở ra. Thậm chí còn xây dựng một cánh cổng khá đẹp trên vị trí thông đạo của không gian. Trên đó có một tấm biển khắc mấy chữ Thương Khung Kiếm Tông. Một bóng người nhanh chóng bay tới, đập thẳng vào cửa lớn cửa Thương Khung Kiếm Tông ầm một tiếng, tấm biển của môn phái bị đập tới nổ tung. Người bị ném ngã xuống đất không ngừng nôn ra máu tươi. Lục sư huynh, đệ tử của Thương Khung Kiếm Tông nhìn thấy, sắc mặt biến đổi. Nhanh chóng đi báo cho cha ta và tông chủ. Diệp Bắc Minh, trở lại rồi, Lục Hách Tuyên kinh sợ hét lên. Diệp Bắc Minh, mọi người đều quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh đạp không mà đến, phía sau là mấy chục bóng người. Thật sự là Diệp Bắc Minh, thằng danh này vẫn chưa chết. Đệ tử Diệp Bắc Minh sợ đến mức xông vào tông môn, dùng hết sức lực truyền tin, tông chủ, các vị trưởng lão, Diệp Bắc Minh trở lại rồi. Trong nơi sâu của tổ địa hoa tộc, trong một cung điện đá. Hàng chục trưởng lão trong đó có Tôn Liên Thành và Lục Tả Xương đang thảo luận. Nhà họ Diệp đã bị đuổi đi, sau này nơi này sẽ thuộc về Thương Khung Kiếm Tông chúng ta. Nước đen cũng đã ngừng lan rộng, mặc dù không biết tại sao, nhưng trước mắt, có lẽ sẽ không lan rộng trong một thời gian ngắn nữa. Thương Khung Kiếm Tông chúng ta lần này bị tổn thất nặng nề, cuối cùng cũng có thể giữ lại truyền thừa. Nghe nói Luân Hồi Tông trực tiếp tiếp quản Tiểu Lâm Tự và đám hòa thượng chạy trốn khắp nơi, gia tộc Tử Hoa Kim bị thương vong nặng nề. Hỗn Độn Long tộc cũng không ổn, còn có đế nữ các gì đó, nghe nói lần này có chút phòng bị, tổn thất không nặng lắm. Chỉ có Thương Khung Kiếm Tông chúng ta là bảo toàn thực lực nhiều nhất, sau này nói không chừng sẽ trở thành tông môn đệ nhất thiên hạ. Nghe thấy lời này, ánh mắt của đám trưởng lão đều sáng rực, tông môn đứng đầu thiên hạ. Sự cám dỗ lớn đến mức ai cũng trở nên cực kỳ kích động. Khi mọi người còn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp, đột nhiên, từng đợt âm thanh kinh hãi vang lên, tông chủ, các vị trưởng lão, Diệp Bắc Minh trở lại rồi. Soạt, bao gồm tông chủ Tôn Liên Thành của Thương Khung Kiếm Tông, tất cả mọi người đều sợ hãi đứng bật dậy, gương mặt già nua tràn ngập vẻ khó tin, cái gì? Diệp Bắc Minh đã trở lại. Thằng nhóc này đã quay về rồi. Đáng chết, chúng ta chiếm giữ tổ địa hoa tộc, có khi nào? Lục Tả Xương tự tin cười nói, yên tâm đi, chúng ta cũng không làm gì cha mẹ hắn cả. Tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng, hơn nữa, chúng ta còn có 5 vị lão tổ trấn tọa, Diệp Bắc Minh có thể làm gì chứ? Đi, xem thế nào. 10 vị trưởng lão đứng dậy, đi tới lối vào của không gian. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh đã ngồi ở trên ghế, Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam đứng bên cạnh. Các sư tỷ và hồng nhan của anh, tất cả đều đứng phía sau với vẻ mặt lạnh lùng. Tuyên Nhi, Lục Tả Xương sốc khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh dùng một chân dẫm lên đầu Lục Hách Tuyên, anh còn cực kỳ nhàn nhã ăn một quả nho do Tôn Thiến đưa qua. Cha, cứu con, hu hu, mau cứu con với. Lục Hách Tuyên sợ hãi như một con chim cút. Lục Tả Xương gầm lên tức giận, Diệp Bắc Minh, cậu đang làm cái gì vậy? Mau thả con trai tôi ra. Diệp Bắc Minh cười. Chân anh đột nhiên dùng lực. Rắc rắc. Đầu của Lục Hách Tuyên lập tức nổ tung. A, à, con trai, Lục Tả Xương như phát điên, toàn thân co giật, đôi mắt già nua đỏ bừng. Diệp Bắc Minh, mày giết con trai tao. Mày vậy mà giết chết con trai tao. Diệp Bắc Minh cười nói, đừng vội, tôi không những giết chết con trai ông, mà còn giết cả nhà ông nữa. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Mày! Lục Tả Xương tức đến nổi gân xanh. Tôn Liên Thành và mười mấy trưởng lão đều cảm thấy một cỗ không khí ngột ngạt ập tới. Cậu Diệp, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện được không? Tôn Liên Thành cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại âm thầm phái người đi báo tin cho mấy người lão tổ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không có hiểu lầm gì cả, tôi đếm đến 3. Nếu người của Thương Khung Kiếm Tông không rời khỏi tổ địa hoa tộc, giết không tha. Lời nói vừa dứt, Diệp Bắc Minh phun ra một chữ, 3. Cho các người cơ hội rồi, nhưng không trọng dụng nó. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, tiếng rồng gầm vang vọng khắp toàn bộ tổ địa hoa tộc. Con người đám người Tôn Liên Thành điên cuồng co rúm lại vì sợ hãi, một con huyết long khổng lồ lao ra từ thanh kiếm cổ xưa thế như trẻ tre nghiền ép về phía bọn họ. Khoảng không xung quanh rung chuyển. Bất cứ nơi nào huyết long quét qua, tất cả đệ tử của Thương Khung Kiếm Tông trong vòng 100 mét căn bản không chịu nổi áp lực từ nó mà phát nổ. Cậu Diệp, đừng mà! Tôn Liên Thành kinh hoàng hét lên. Các trưởng lão khác cũng hoảng loạn rồi,
vô số binh khí liên tục bay ra công kích về phía huyết long. Phần lớn những người này đều là cảnh giới đạo tổ, đạo tôn chỉ có 7-8 người, làm sao có thể ngăn cản được uy lực của Diệp Bắc Minh. Hơn chục tên trưởng lão đạo tổ biến thành xương máu ngay tại chỗ. Người ở cảnh giới đạo tôn thì khá hơn một chút, gân mạch toàn thân đứt lìa, nằm vật dưới đất kêu gào xin tha. Tôn Liên Thành cấp tốc tế ra một thanh kiếm thần, một tòa núi sắt đen nhưng vẫn bị móng vuốt của huyết long chụp tới nổ tan tành. Đừng mà! Núi sắt đen vỡ tan, tất cả mảnh vỡ bay tán loạn ra ngoài, cứ như vậy đập ông ta chết tươi. Trong nháy mắt, một nhóm nhân vật cấp cao của Thương Khung Kiếm Tông gần như bỏ mạng. Trong suốt quá trình, Diệp Bắc Minh chỉ chém ra một kiếm mà thôi. Minh Nhi từ lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy rồi? Mới qua nửa năm thôi đó. Diệp Thanh Lam vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Dạ Huyền mỉm cười, không hổ là con trai của anh. Thằng bé không phải cũng là con em sao, Diệp Thanh Lam khẽ hừ một tiếng. Đúng đúng, đều là thịt rơi ra trên người em mới là người có công lớn nhất. Dạ Huyền kéo tay Diệp Thanh Lam mà hơi run lên, ông ấy quá hưng phấn rồi. 10 vị sư tỷ, còn có một nhóm hồng nhan, ánh mắt tất cả đều nóng rực nhìn hướng Diệp Bắc Minh. A, tay của tôi, chân, đan điền của tôi. Lục Tả Xương nằm gục trong vũng máu. Xung quanh ông ta đều là xác chết. Máu chảy thành sông, khắp nơi đều là máu tươi cùng mảnh vụn tay chân cùng nội tạng nằm ngổn ngang, trông mà rợn người. Trên mặt Diệp Bắc Minh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như cũ, có biết vì sao tôi không giết ông không? Lục Tả Xương dùng mình run rẩy, mày, thực sự muốn giết cả nhà tao sao? Chúc mừng ông đoán đúng rồi. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Anh vươn tay rồi siết chặt nắm đấm. Trái tim Lục Tả Xương liền nổ tung, máu đầu tim trào ra ngoài. Một sức mạnh kỳ dị ập đến, lửa nóng bùng cháy. Cùng lúc đó, chỉ cần là người có quan hệ huyết thống với ông ta trên khắp thế giới, cả người sẽ bùng lên ngọn lửa không cách nào dập tắt, điên cuồng thiêu đốt lấy họ. Xuyên qua ngọn lửa, Lục Tả Xương chứng kiến hàng nghìn người trong tông tộc của mình cứ thế vẫy vùng rồi bị thiêu sống trong biển lửa. Đừng, đừng mà, Diệp Bắc Minh, đồ ác ma, mày sẽ không được chết tử tế đâu. Chỉ bằng một cú hất tay, phần đầu của Lục Tả Xương liền nổ tung ngay tại chỗ. A, 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 Diệp Bắc Minh tên điên này, mày phá hủy Thương Khung Kiếm Tông. Sao mày dám, từ cuối đường chân trời vang lên những tiếng gầm giống như dã thú. Năm bóng người bay vút qua từ trong nơi sâu của tổ địa hoa tộc, mang theo lửa giận ngút trời. Năm người họ đều lộ ra hơi thở của cảnh giới thiên tôn, khi nhìn thấy toàn bộ lớp đứng đầu của Thương Khung Kiếm Tông chết thảm, vô số đệ tử cốt yếu đều hòa thành vũng máu. Hàng Tào tâm lý gần như sụp đổ. Diệp Bắc Minh, tao muốn mày phải chết. Người nhà họ Diệp chúng mày tất cả đều đáng chết, toàn bộ hoa tộc ai cũng không được phép sống. Giết! Năm bóng dáng kia đã hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng dại. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm càn khôn chấn ngục, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, không chút do dự chém ra một đường. Một con huyết long bổ tới. Anh trực tiếp quay người đi về phía bố mẹ cùng các sư tỷ của mình. Bụp, 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 bụp. Trong khoảnh khắc anh đứng trước mặt bố mẹ mình, thì năm vị lão tổ của Thương Khung Kiếm Tông đều nổ tung. Cái này, mọi người thấy cảnh này đều phải hít ngược một ngụm khí lạnh, nhìn Diệp Bắc Minh chăm chăm giống như thần chết bò lên từ địa ngục vậy. Trong lòng bọn họ đã chuẩn bị sẵn, Diệp Bắc Minh hẳn là có thể tạo nên kỳ tích, sát phạt năm vị lão tổ của Thương Khung Kiếm Tông. Nhưng dù có nằm mơ họ cũng không ngờ tới anh lại kết thúc mọi chuyện dễ dàng như vậy. Minh Nhi à, nửa năm qua con rốt cuộc đã trải qua những gì vậy? Diệp Thanh Lam nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, trịnh trọng hỏi. Diệp Bắc Minh trực tiếp đóng lại lối vào của tổ địa hoa tộc, dẫn mọi tiến vào chính điện. Từ tốn thuật lại tất cả những gì mình đã trải qua trong hỗn độn giới nửa năm qua. Hả, không đúng, sao lại không thấy Phượng Cửu đâu? Diệp Bắc Minh nghi hoặc nhìn xung quanh. Diệp Thanh Lam lắc đầu, Minh Nhi à, Phượng tộc. Còn có cô gái tên Phượng Cửu mà con nhắc tới đó chúng ta đều chưa từng gặp qua. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ. Lúc đầu khi ở hỗn độn giới, anh đã nói qua chuyện của Hắc Thủy tộc và kêu Phượng Cửu dẫn theo người của Phượng tộc tới đại lục hỗn độn. Không lẽ cô đã gặp phải chuyện gì nên bị trì hoãn sao? Tuy nhiên với thực lực của Phượng tộc, cũng không đến nỗi rơi vào nguy hiểm. Diệp Bắc Minh có chút bối rối, đúng rồi, Nhược Tuyết đâu? Linh Nhi sao cũng không thấy có mặt. Sắc mặt của mọi người thoát cái trở nên có chút quái dị. Lạc Khuynh Thành, Liễu Như Khanh, Đạm Đài Yêu Yêu đột nhiên đỏ hoe mắt.
Diệp Bắc Minh lập tức có dự cảm không lành, mẹ, sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Thanh Lam thở dài một hơi, khi trở lại thần quốc hỗn độn, mẹ của cô Lục là Tiêu Phi Yên tựa hồ đã đợi cô ấy rất lâu. Cô ấy có tiết lộ với chúng ta vài câu, dường như Tiêu Phi Yên đã phát hiện ra tung tích của Lục Thiên Thần nên đã đưa cô ấy rời khỏi thần quốc hỗn độn. Diệp Bắc Minh khẽ nhíu mày, hỏi tiếp, vậy Nhược Tuyết thì sao? Nhược Tuyết? Diệp Thanh Lam có chút bất lực, biết rằng giấu giếm không nổi nữa, bèn đáp, Minh Nhi, Nhược Tuyết vì cứu chúng ta, ngăn cản người của Luân Hồi Tông nên đã bị nước đen nuốt chửng rồi. Cái gì? Diệp Bắc Minh đứng hình tại chỗ. Hai mắt anh thoát cái đỏ ửng, hô hấp cũng trở nên cực kỳ dồn dập, nơi trái tim truyền tới từng trận đau thắt, Nhược Tuyết. 10 phút sau, Diệp Bắc Minh đứng trước một ngôi mộ chôn cất di vật và quần áo, bên trên khắc to 3 chữ Hạ Nhược Tuyết. Sau khi nước đen rút đi, chúng ta đã mạo hiểm quay lại khu vực đó, Diệp Thanh Lam lắc đầu, nơi nước đen đi qua, tất cả đều hóa thành vùng đất chết. Chúng ta không tìm thấy thi thể của Nhược Tuyết nên đã dựng lên ngôi mộ này. Diệp Bắc Minh suy sụp đứng trước bia mộ, không thể nào, Nhược Tuyết không thể chết được. Mẹ, nơi đó ở đâu? Con muốn đi tìm cô ấy. Cho dù bị nước đen làm ô nhiễm, con cũng phải mang cô ấy trở về. Diệp Thanh Lam bất đắc dĩ, không còn cách nào khác nói cho Diệp Bắc Minh biết vị trí cụ thể. Diệp Bắc Minh nói, mọi người trở về nghỉ ngơi trước đi, con cần yên tĩnh một lát. Tiểu sư đệ à, Đạm Đài Yêu Yêu bước tới trước. Diệp Bắc Minh lắc đầu, chị Tiểu Yêu, các chị cứ về trước đi. Đạm Đài Yêu Yêu thấy hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ hoe thì cũng đau đớn trong lòng, đành gật đầu, đưa mọi người rời khỏi. Diệp Bắc Minh ngồi xuống trước bia mộ suốt một ngày một đêm. Tiểu Tháp, vẫn chưa tìm được sao? Khi mặt trời ló dạng, Diệp Bắc Minh khản giọng hỏi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thở dài, nhóc con à, còn chưa phát hiện ra bất kỳ dấu tích nào của cô Hạ cả. Chuyện xảy ra đã được nửa năm rồi, thời gian quá dài, có lẽ cô ấy đã thực sự. Tuyệt đối không thể nào. Diệp Bắc Minh gầm lên, làm sao Nhược Tuyết có thể chết được? Cô ấy là con cưng của trời. Là thể kiếm tâm, còn sở hữu thực lực đạo tôn, sao có thể chết được? Tôi không tin, tôi phải đi tìm cô ấy. Sau khi bỏ lại phân thân bù nhìn, Diệp Bắc Minh nhanh chóng rời khỏi tổ địa hoa tộc, hướng thẳng tới nơi Hạ Nhược Tuyết mất tích. Một đường này anh có đi qua 72 đảo thiên giai, toàn bộ đã trở thành vùng đất chết. Thành thiên giai đã hoàn toàn khô kiệt, chốn cũ của đạo tông nay chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát. Anh còn gặp một vài người tu võ nhưng Diệp Bắc Minh không hề dừng lại mà tiến thẳng tới biển hỗn độn. Một ngày một đêm, anh liên tục phi hành, không hề có ý định dừng chân. Đột nhiên phía dưới vang lên tiếng đánh nhau, Diệp Bắc Minh nhìn xuống rồi lẩm bẩm, sao đôi chị em này lại ở đây? Trên mặt đất nước đen lan tràn, một đôi chị em đang bị vài tên tu võ chặn lại. Chính là hai chị em Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi. Lúc đó rời khỏi Thanh Huyền Tông đã là hơn 100 năm trước, sao bọn họ lại ở đây? Hơn chục tên đàn ông không có ý tốt bao vây lấy hai chị em, tất cả đều có cảnh giới trên nhập đạo, thậm chí còn có hai tên là đạo quân sơ kỳ. Ánh mắt tên nào cũng tỏa ra sự thèm thuồng như loài sói hoang. Đôi chị em này quả thực quá xinh đẹp. Đã hơn 100 năm không gặp, Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi đã đột phá tới cảnh giới bản nguyên. Với một nơi có điều kiện còn hạn chế như Thanh Huyền Tông mà có thể một đường đột phá vài thế giới để tiến vào biển hỗn độn thì chứng tỏ hai người họ phải là bậc thiên tài. Suy cho cùng, không phải ai cũng sở hữu thiên phú kinh người như Diệp Bắc Minh. Một gã đàn ông có nốt ruồi ở khóe miệng, đôi mắt còn đắp thuốc nhìn hai người họ chăm chăm với đôi mắt rực lửa, hai em gái đừng dãy dụa nữa, nơi này sẽ không có ai đến cứu các người đâu. Không bằng vâng lời chúng tôi. Các cô cũng nhìn thấy rồi đó. Thế giới này cơ hồ đã bị hủy diệt, toàn bộ phép tắc đều sụp đổ rồi. Tất cả thế lực đứng đầu đều bị phân tán hoặc diệt vong, chúng tôi đều là người của Liên minh Thiên Đạo. Chỉ cần đi theo tôi, các cô chắc chắn có thể ăn no uống say, bảo đảm hai người sẽ được hưởng thụ phú quý vô tận. Cút! Tiêu Dung Phi thấp giọng quát một tiếng, tay nắm chắc trường kiếm, ngăn trước mặt Tiêu Nhã Phi, nếu còn không tránh ra thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Gã đàn ông có nốt ruồi cười mỉa. Không khách sáo. Các anh em con khốn này nói không khách sáo với tôi kìa. Đại ca, con ả này nóng tính thật đấy. Nghe nói đàn bà càng nóng nảy, thì lúc làm chuyện đó tương phản càng lớn. Ha ha ha. Xung quanh lập tức vang lên một tràng cười dâm đãng. Gã đàn ông có nốt ruồi bước tới,
không ngừng làm động tác ưỡn bụng, tôi ngược lại muốn nhìn xem, cô sẽ không khách sáo với tôi như thế nào đây. Nếu không nói ra được, vậy tôi sẽ dùng bụng đánh mông cô đó. Ha 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 ha, đám người xung quanh lại cười rộ theo. Ha ha ha, đại ca, anh dê quá trời. Đại ca lợi hại. Nghe những lời nói tục tĩu xung quanh này, đôi mắt đẹp của Tiêu Dung Phi hiện lên vẻ tức giận, muốn chết. Thanh trường kiếm trong tay cuốn lên một bông hoa kiếm, hướng thẳng về phía cổ của gã đàn ông có nốt ruồi. Hung dữ như vậy, cô muốn giết tôi à? Gã kia hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay trực tiếp kẹp chặt lấy kiếm của Tiêu Dung Phi. Hắn khẽ dùng lực, Tiêu Dung Phi lập tức bắn ngược về phía sau. Cô ta đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu. Chị ơi! Tiêu Nhã Phi vội lao tới, đỡ Tiêu Dung Phi dậy. Gã đàn ông có nốt ruồi cười khẩy, chậm rãi tiến về phía hai chị em, Tiêu Dung Phi lúc này đã mất đi sức chiến đấu. Dù sợ hãi đến đâu, Tiêu Nhã Phi biết vào lúc này chỉ có cô ta mới có thể bảo vệ bản thân cùng chị gái. Cô ta nắm chặt thanh trường kiếm, đâm thẳng về phía gã đàn ông kia. Đinh! Một tiếng vang thanh thúy, năm ngón tay gã đàn ông móc lại, tùy tiện tóm chặt lấy mũi kiếm. Không hề di chuyển chút nào. Cách biệt cảnh giới quá lớn, căn bản không có cách nào phá tan hàng phòng ngự của gã đàn ông này. Cút đi, mau cút đi. Cút đi, đừng tới đây. Thanh kiếm trong tay Tiêu Nhã Phi điên cuồng chém, đâm tới, nhưng bất luận cô ta làm thế nào cũng không thể làm tổn thương đến gã đàn ông kia nửa phần. Ha ha ha, cô càng chống cự tôi lại càng hưng phấn. Gã đàn ông phá lên cười. Mắt thấy tên đó càng ngày càng tiến tới gần. Lửa nóng trong mắt cũng càng mãnh liệt, chỉ hận không thể lập tức đè hai chị em này xuống, thỏa sức trà đạp một trận. Nhãi con, sao cô còn hung dữ hơn cả chị gái mình vậy? Nếu cô đã thích đánh tôi như vậy, vậy tôi phải trừng phạt cô thôi, gã đàn ông cười bỉ ổi. Khoảng cách giữa hai người chưa đến 2 mét. Một hơi thở nam tính phả tới mặt. Tiêu Nhã Phi sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, a, à, cút đi. Đột nhiên. Một giọng nói không thể nhầm lẫn được vang lên từ phía sau, Nhã Phi, rút kiếm ra. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cô ta. Một luồng thần lực cực kỳ mạnh mẽ như sóng thần lập tức rót vào trong cơ thể của Tiêu Nhã Phi. Vào lúc này Tiêu Nhã Phi cảm thấy cảnh giới của bản thân chớp mắt tăng lên vài cấp. Nhấc tay, đâm ra một kiếm. Trường kiếm xuyên qua lòng bàn tay của gã đàn ông khiến cả cánh tay gã nổ tung, kiếm khí lớn mạnh không dừng lại mà rơi xuống ngực gã. A, à, gã hét thảm một tiếng, giống như một miếng rẻ rách bắn ngược ra sau. Đại ca, mấy chục tên tù võ đi theo gã đàn ông có mụn ruồi kinh hoàng thất sắc. Diệp Bắc Minh, sao anh lại ở đây? Tiêu Dung Phi ngã quỵ xuống đất kinh ngạc kêu lên. Thân thể mảnh khảnh của Tiêu Nhã Phi run lên, cấp tốc ngoái đầu nhìn lại. Đinh một tiếng, trường kiếm trong tay rơi phịch xuống đất, cô ta vừa ngỡ ngàng vừa mừng rỡ nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt thoát cái trào ra khỏi hốc mắt. Cả người cũng bổ nhào vào trong lồng ngực Diệp Bắc Minh, hu hu hu, anh Diệp, thực sự là anh sao? Hu hu hu, em đang nằm mơ đúng không? Em nhớ anh lắm. Sao anh lại ở đây? Hu hu hu, là giả, đều là giả có đúng không? Tình cảm chôn chặt dưới đáy lòng hơn trăm năm trong chớp mắt lại dâng trào. Càng không nói tới được đặt trong loại tình huống sinh tử này. Trái tim nhỏ của Tiêu Nhã Phi nào chịu đựng nổi cơn xúc động trước sự xuất hiện đột ngột của anh. Diệp Bắc Minh thuận thế ôm lấy, vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của cô ta, được rồi Nhã Phi, có anh ở đây rồi, không sao đâu. Tiểu xúc sinh, mày rốt cuộc là ai? Vậy mà dám phế đi một cánh tay của ông đây, gã đàn ông có nốt ruồi gầm lên như chó hoang, ai giết được hắn sẽ được ban thưởng 10 viên đan dược chân phẩm cửu đạo đan văn. Vâng, ánh mắt của đám đàn em lập tức nóng rực như lửa. Hơi thở mà Diệp Bắc Minh lộ ra chỉ dừng lại ở cảnh giới hợp đạo. Cùng cảnh giới với bọn họ, mười mấy người bắt tay công kích chẳng lẽ lại sợ không hạ gục nổi tên nhóc này. Khi họ đồng loạt xông tới, Diệp Bắc Minh chỉ thờ ơ dậm chân. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, lấy anh làm trung tâm mà nổ tung, một luồng khí mạnh mẽ quét tới. Phụt, 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 phụt. Hơn chục gã kia còn chưa kịp chạm tới anh, mà cách đó hơn 10 mét thân thể đã vỡ tung, hóa thành từng chùm xương máu. Mày là ai? Gã đàn ông có nốt ruồi chết lặng. Chẳng lẽ đối phương là cảnh giới đạo tổ, thậm chí là đạo tôn? Diệp Bắc Minh lười phải giải thích với gã ta, ngón tay vừa chỉ, một tia sáng liền xẹt qua. Cơ thể gã đàn ông lập tức nổ tung. Tiêu Dung Phi liếc Diệp Bắc Minh một cái thật sâu,
mới hơn 100 năm không gặp, thực lực của Diệp Bắc Minh lại vượt xa cô ta rồi. Ăn viên đan dược này đi, nó có thể giúp cô hồi phục vết thương. Một viên đan dược màu đỏ như máu bay tới, rơi vào tay Tiêu Dung Phi. Cảm ơn cậu Diệp. Tiêu Dung Phi hạ mi nhìn xuống, cửu đạo đan văn, chăn phẩm. Tim gan run lên. Vừa ném ra liền là thuốc trị thương cửu đạo đan văn, chăn phẩm. Thật quá xa xỉ, trừ khi anh ta có ý với mình. Nghĩ tới đây, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta liền ửng đỏ, cảm ơn cậu Diệp. Diệp Bắc Minh thản nhiên đáp, không có gì. Tiêu Dung Phi trừng Tiêu Nhã Phi một cái, Nhã Phi, còn ôm cậu Diệp làm gì thế? Kẻ địch đều đã bị cậu Diệp giết sạch rồi, còn không mau buông ra. Tiêu Nhã Phi lúc này giống như một con bạch tuộc, cả cơ thể gần như treo trên người Diệp Bắc Minh. Ồ! Tiêu Nhã Phi ồ một tiếng, cả mặt đỏ bừng giống như phát sốt, thả Diệp Bắc Minh ra, cậu Diệp, cảm ơn anh đã cứu mạng. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiện tay giúp đỡ thôi. Nhưng mà sao hai người lại ở đây? Anh nhớ là các em hẳn là phải ở Thanh Huyền Tông chứ? Tiêu Dung Phi ngẩn người, chỉ vào Tiêu Nhã Phi nói, vậy phải hỏi con bé này rồi, nếu không phải con bé một lòng muốn tìm cậu, e rằng chúng tôi sẽ thực sự chết già ở Thanh Huyền Tông mất. Một đường này cũng sẽ không gặp được nhiều kỳ ngộ như vậy, hơn nữa còn lạc tới thế giới này. Diệp Bắc Minh có chút kỳ quái, em tìm anh làm gì? Giọng điệu rửng rưng nhàn nhạt này thoáng chốc đã châm ngòi lửa giận của Tiêu Nhã Phi. Cô ta nhướng đôi mày lá liễu, phẫn nộ nhìn anh nói, Diệp Bắc Minh, anh là không biết thật hay giả vờ thế. Trái tim em gái tôi từ lâu đã hướng về cậu không biết sao. Cậu đưa tất cả mọi người rời đi, chỉ quên một mình em gái tôi. Cậu có biết con bé đã khóc trong bao lâu không? Con bé khóc ròng rã suốt nửa năm trời, một mực kêu gào muốn đi tìm cậu. Tôi không đành lòng nhìn con bé cả ngày thương tâm như vậy cho nên mới đưa nó rời khỏi Thanh Huyền Tông, tìm kiếm tung tích của cậu. Từ chiến trường thượng cổ tới thế giới cao võ, tiếp đó là thánh vực, rồi đại lục tam thiên, cuối cùng là thần giới. Chúng tôi một đường thăm dò tin tức của cậu, nghe được truyền thuyết của cậu, để tăng cường lực, phi thăng hết thế giới này tới thế giới khác, chúng tôi điên cuồng thám hiểm các di tích để nâng cao thực lực, Tiêu Dung Phi nói tới đây đã rơi vào cuồng loạn, nước mắt đầy mặt. Những khó khăn và uất ức phải gánh chịu suốt hơn trăm năm qua chớp mắt bùng phát. Cậu không biết, cậu hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng cậu căn bản không có Nhã Phi, nếu hôm nay hai chị em chúng tôi bỏ mình ở nơi này, có phải cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ nhớ đến con bé không? Câu nói cuối cùng của Tiêu Dung Phi gần như hét lên. Diệp Bắc Minh giật mình. Anh hoàn toàn không ngờ tới hai chị em họ lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Lại quay sang nhìn Tiêu Nhã Phi. Trong mắt hiện lên một tia dịu dàng, Nhã Phi, sao em phải khổ sở như vậy? Tiêu Nhã Phi cắn chặt cánh môi đỏ mọng, phun ra một câu, thực ra chị em cũng thích anh. Hả? Diệp Bắc Minh ngây người. Tiêu Dung Phi kinh hãi lắc đầu, không có, Nhã Phi, em đừng nói bậy. Tiêu Nhã Phi tức giận đáp, chị nói em bị tủi thân, vậy việc chị thích anh Diệp sao lại không nói ra? Chị không có. Tiêu Dung Phi cúi đầu. Không có. Lần đầu tiên tại một di tích ở thế giới cao võ, chị vì cứu em mà bị thương nặng. Trong cơn hôn mê chị còn gọi tên của anh Diệp mà. Lần thứ hai tại chiến trường thượng cổ, chúng ta bị một đám yêu tộc bao vây, chị lại chống cự với quân chủ lực của chúng, liều mạng dẫn em đột phá vòng vây. Sau khi chúng ta an toàn, chị ngủ một mạch 3 ngày 3 đêm, trong mơ cũng gọi tên anh Diệp hàng trăm lần. Lần thứ 5, tại Đại lục Tam Thiên. Lần thứ 7, tại Thánh vực. Lần thứ 9 tại thần giới. Tiêu Nhã Phi một hơi kể hết ra. Còn lấy ra một viên đá lưu ảnh rồi rót thần lực vào. Một cảnh tượng lập tức xuất hiện trước mắt ba người họ. Tiêu Dung Phi đang ở trong mộng hoặc là bị thương tới bất tỉnh. Tự mình lẩm bẩm, anh Diệp, anh đang ở đâu cậy? Nhã Phi rất nhớ anh, Dung Nhi cũng nhớ anh lắm. Xin lỗi anh Diệp, Nhã Phi thích anh, tôi không dám tranh giành với con bé. Anh Diệp, tôi đang nằm mơ sao? Ha ha. Tôi biết mà, ngoại trừ trong giấc mơ, anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Anh Diệp anh đi đâu rồi, tôi muốn gặp lại anh, cho dù chỉ là thoáng qua. Hàng trăm hình ảnh được phát liên tục. Tôi. Tiêu Dung Phi cúi gằm mặt, lúng túng không biết phải để tay chân ở đâu. Giống như một đứa trẻ mắc lỗi, Nhã Phi, xin lỗi. Anh Diệp là người đàn ông mà em thích. Tiêu Nhã Phi trợn trắng mắt, bày ra dáng vẻ tức giận, chị. Là chị đã nói với em. Thích một người thì phải nỗ lực theo đuổi anh ta.
chị thích anh Diệp, em cũng thích anh ấy, điều này không có gì sai cả. Nhưng, Tiêu Dung Phi vẫn cúi đầu, không dám thừa nhận. Cô ta cảm thấy rất áy náy vì bản thân thích cùng một người đàn ông với em gái của mình. Tiêu Nhã Phi bước tới nắm lấy tay chị gái, chị, xung quanh anh Diệp có rất nhiều phụ nữ. Một mình em sợ rằng không ăn nổi anh ấy, chị sát cánh bên em mới có thêm tự tin. Tiêu Dung Phi ngơ ngác, vẫn không dám ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình, không biết phải làm thế nào mới tốt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lớn, ha ha ha, nhóc con, hồi đó tôi đã rất thích đôi chị em như hoa như ngọc này rồi. Nhưng sau đó cậu quá gấp gáp rời đi nên không còn cách nào khác thu nhận bọn họ. Không ngờ tới phải không, đã là người phụ nữ của cậu thì chạy tới cùng trời cuối đất cũng không thoát nổi. Bọn họ tự mình đến tìm cậu rồi, chỉ dựa vào phần chân tình này, cậu còn có thể từ chối sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiểu tháp, ông cảm thấy tôi là loại người vô trách nhiệm đó sao? Giây tiếp theo, anh đã tiến lên đi thẳng tới trước mặt Tiêu Dung Phi. Một phát kéo cô vào trong lòng. Anh Diệp, Tiêu Dung Phi kinh ngạc ngẩng phát đầu. Diệp Bắc Minh trực tiếp hôn xuống bờ môi của cô khiến thân thể Tiêu Dung Phi mềm nhũn, xương cốt đều như gãy vụn. Trái tim nhỏ gần như ngừng đập. Mấy phút trôi qua, cô mới miễn cưỡng tách ra khỏi Diệp Bắc Minh. Tiêu Nhã Phi ở một bên đã đỏ bừng cả mặt, chị, vậy là chị không chạy trốn được nữa rồi. Nửa ngày sau, Diệp Bắc Minh đưa hai chị em đến nơi Hạ Nhược Tuyết bị nước đen nuốt chửng. Anh đã nói với hai người họ mục đích chuyến đi này dọc đường. Đến rồi, các em đợi anh một lát. Nước đen đã rút từ lâu. Vùng đất phía trước phủ trọn một màu xám đen. Không một nhành cây ngọn cỏ nào còn sống, hoàn toàn biến thành vùng đất chết. Diệp Bắc Minh bước tới, tiểu tháp, tìm kiếm hơi thở của Nhược Tuyết đi. Sức mạnh của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lập tức quét tới, lan rộng ra mọi hướng. Ước chừng 15 phút sau, giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mới vang lên, nhóc con, không có gì cả. Sợ rằng cô ấy đã. Không thể nào. Diệp Bắc Minh đau đớn giống lên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho dù Nhược Tuyết bị nước đen cắn xé, cũng không đến mức ngay cả chút vết tích cũng không lưu lại. Diệp Bắc Minh tiếp tục tìm kiếm suốt một ngày một đêm. Nhưng vẫn như cũ không có tin tức gì. Hai mắt anh đỏ ngầu, gần như đã lật tung từng tấc đất ở khu vực này lên. Đạo đài luân hồi, ra đây. Cuối cùng Diệp Bắc Minh bất lực gầm lên một tiếng, triệu hồi đạo đài luân hồi. Đảo ngược thời gian và không gian. Diệp Bắc Minh trầm giọng quát. Cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục sửng sốt, nhóc con, cậu muốn làm gì? Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ hoe, nếu phép tắc luân hồi có thể đại diện cho quá khứ, hiện tại, tương lai. Vậy chỉ cần tôi tiếp tục vận hành phép tắc luân hồi thì luôn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong quá khứ. Đảo ngược thời gian không gian. Cùng với tiếng hét lớn của Diệp Bắc Minh, cảnh tượng xung quanh thực sự đã quay ngược trở lại. Tuy rằng chỉ là ảo ảnh nhưng cũng đủ khiến người ta phải chấn động. Hình ảnh quay lại một ngày, hai ngày, ba ngày. Trời ạ! Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh ngạc tới mức bản thân tòa tháp cũng run rẩy, quay ngược thời gian và không gian trong ba ngày. Nhóc con à, chủ nhân đầu tiên của tôi tại thời kỳ đỉnh cao cũng không thể làm được điều này. Lúc tôi ở đỉnh cao cũng chỉ có thể tua lại không gian của một khu vực trong một ngày. Tuy chỉ là quay ngược cảnh tượng, nhưng cậu đã tiến một bước lớn rồi đó, tốt, tốt lắm. 10 ngày. 20 ngày. Khi khung cảnh quay lại một tháng trước, có một đám người tu võ đi ngang qua nơi đây. Hai tháng trước, lại có một nhóm tu võ khác. Ba tháng trước, bố mẹ Diệp Bắc Minh xuất hiện trên màn ảnh, tìm kiếm dấu vết của Hạ Nhược Tuyết khắp nơi. Cuối cùng, khung cảnh quay lại nửa năm trước, khi đám người Bảo Kiếm Phong dẫn theo hàng trăm người truy lùng bố mẹ anh. Hạ Nhược Tuyết một mình ngăn cản kẻ địch, che chở đường lui cho bố mẹ anh và những người khác, nước đen ập tới, nuốt chửng mọi thứ. Diệp Bắc Minh nhìn chăm chú tất cả mọi thứ, sau mấy ngày, nước đen mới rút đi. Hạ Nhược Tuyết ngồi khoanh chân trên mặt đất khô queo, toàn thân phủ một tầng sương mù đen kịt. Một lúc sau, cô mở choàng hai mắt, sâu nơi đáy mắt là một mảnh trống rỗng. Sau đó bay vọt lên bầu trời về một hướng nào đó. Nhược Tuyết! Diệp Bắc Minh kích động vô cùng, ha 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 ha, tốt, tốt quá rồi. Nhược Tuyết quả nhiên chưa chết, cô ấy vẫn còn sống. Nhưng giọng nói nghiêm túc của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại vang lên cắt đứt niềm vui này của anh, nhóc con, tôi cần phải nhắc nhở cậu một câu.
Xét tình hình hiện tại, thân thể của cô Hạ chưa chết, nhưng thần hồn lại chưa chắc đã được bảo toàn. Cậu chớ quên, trăm vị sư phụ của cậu cũng bị nước đen ăn mòn. Cô Hạ cô ấy. Lời này của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giống như một gáo nước này dội thẳng xuống đầu anh. Sắc mặt Diệp Bắc Minh cũng trở nên ngưng trọng. Thần hồn bị nước đen ăn mòn, ngộ lỡ thân thể hoàn toàn bị chiếm giữ thì đây quả thực là một vấn đề lớn. Dù thế nào đi nữa, trước hết cứ tìm Nhược Tuyết đã. Diệp Bắc Minh đóng lại lĩnh vực luân hồi. Cảnh tượng trở lại thực tại. Anh Diệp, Tiêu Nhã Phi vội vàng chạy tới, trong đôi mắt đẹp có chút sợ hãi, cảnh tượng vừa rồi là thế nào vậy? Chị Nhược Tuyết sao rồi? Có lẽ cô ấy đã bị nước đen làm ô nhiễm, thần trí không còn thanh tỉnh nữa. Dung Phi, Nhã Phi, bây giờ tôi phải đi tìm Nhược Tuyết, các em có hai lựa chọn. Thứ nhất là tôi sẽ đưa các em trở lại đại lục hỗn độn trước, ở cùng với bố mẹ tôi, nơi đó rất an toàn. Thứ hai là đi theo tôi, nhưng mà... Diệp Bắc Minh còn chưa dứt lời thì hai người gần như đồng thanh nói, chúng em muốn đi cùng anh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nghiêm túc, đi theo tôi có thể sẽ rất nguy hiểm, các em đã nghĩ kỹ chưa? Tiêu Nhã Phi ôm chặt cánh tay anh, đôi gò bồng đào bị ép xít sao tới biến dạng, anh Diệp, em ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ nguy hiểm sao? Diệp Bắc Minh lại nhìn sang Tiêu Dung Phi như đang hỏi ý, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng, cúi đầu phun ra một câu, em cũng vậy. Hai chị em này có chút thú vị. Chị gái có tính cách quyết liệt, can đảm táo bạo, nhưng lại vô cùng nhút nhát trong việc biểu hiện tình cảm. Em gái thì lại hồn nhiên dễ thương, mềm mại và lạc quan nhưng lại dám tỏ bày, tư tưởng cởi mở. Không lẽ đó chính là sự tương phản của song sinh? Diệp Bắc Minh cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, được, nếu đã như vậy thì hai người đi theo tôi. Sau đó anh xác định rõ ràng phương hướng, một con huyết long vọt thẳng lên trời, biến mất cùng với ba người họ. Tại một nơi cách đó hàng chục ngàn dặm, một nhóm người ăn mặc như người thu võ dừng lại trước cửa vào của một thung lũng. Trên mặt đất khắp nơi đều là xương máu, còn có vài mảnh quần áo nát vụn, chính là hiện trường nơi hai chị em Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi bị bắt nạt. Thiếu chủ, họ hẳn là đều chết rồi. Thủ đoạn của người ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đều đánh nát bọn họ thành xương máu, một ông già áo đen đi tới, cúi đầu bẩm báo. Ai lại to gan như vậy, dám giết người của Liên Minh Thiên Đạo chúng ta? Trước mặt ông ta là một tên thanh niên mặc áo tím đứng chắp hai tay sau lưng. Liên Minh Thiên Đạo. Sau khi nước đen hủy diệt thế giới, các tông môn đứng đầu đều trở tay không kịp. Rất nhiều tông môn đã bị tiêu diệt, nhưng một số vẫn giữ vững thực lực, lợi dụng tình thế để trỗi dậy, thành lập lên Liên Minh Thiên Đạo. Xung quanh không có ai nhìn thấy cả, muốn tìm ra hung thủ e là rất khó. Không khó, gần đây bất kể là ai đi qua nơi này đều bắt giữ lại cho tôi, tra tấn thật nặng, tên thanh niên áo tím mỉm cười nói. Vâng, ông lão kính cẩn gật đầu. Hiện tại căn bản không có ai dám làm mích lòng Liên Minh Thiên Đạo. Đột nhiên, ông lão áo đen nâng tay, một viên đá truyền âm liền xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta. Một giọng nói vang lên, Vưu lão, mau thông báo cho thiếu chủ, người phụ nữ bị nước đen ăn mòn đó của Thương Khung Kiếm Tông lại xuất hiện rồi. Cô ta đã giết rất nhiều người của chúng ta, hiện đang bị Mạc lão, Quân lão chặn lại trong một hang động. Đi, chúng ta đi nhìn thử xem. Ánh mắt tên thanh niên áo tím khẽ động. Giây tiếp theo, hắn dẫn theo đám người của Liên Minh Thiên Đạo tiến thẳng về phương hướng của Mạc lão và Quân lão. Một giờ sau, tên thanh niên áo tím tới được điểm cuối của một dãy núi, trước đó khi biển hỗn độn tràn đầy nước, nơi đây hẳn là dãy núi dưới đáy biển. Sau khi nước biển cạn khô, dãy núi này rải rác đủ loại hang động. Có hai ông lão mặc trang phục của Liên Minh Thiên Đạo đang canh gác trước một trận pháp. Trận pháp đó bao trùm lên một hang động. Thấy tên thanh niên áo tím xuất hiện, Mạc lão cùng Quân lão đều tiến lên, thiếu chủ. Tình hình thế nào rồi? Tên thanh niên áo tím nhìn về phía hang động được trận pháp trùm kín kia. Mạc lão là một ông già gầy gò với mái đầu thưa thớt, răng lợi chẳng còn mấy cái. Ông ta lộ ra một nụ cười ghê rợn, xin thiếu chủ yên tâm, chắc chắn lần này người phụ nữ kia sẽ không chạy thoát được. Hơn nữa, cô ta đã bị nước đen làm ô nhiễm suốt nửa năm, trong khoảng thời gian này, đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Cô ta không chỉ có sức mạnh của nước đen mà còn có lượng lớn sát khí, chỉ cần thiếu chủ nuốt chửng cô ta, công lực nhất định sẽ bước lên một tầm cao mới. Tên thanh niên áo tím vội nói, vậy còn đợi gì nữa? Dụ cô ta ra ngoài rồi bắt lấy đi.
Mạc lão cùng Quân lão liếc nhau một cái, sau đó tiến lên một bước đi tới gần hai tên đệ tử của Liên Minh Thiên Đạo, quyết đoán tóm lấy cổ họ rồi thẳng tay vặn gãy. Sau đó họ gỡ bỏ trận pháp, trực tiếp ném hai thi thể ra ngoài, đáp xuống trước cửa hang. Giây tiếp theo, trong hang vọng lên một tiếng gầm gừ như dã thú, một đôi mắt đỏ như máu xuất hiện. Sau đó, một đôi cánh tay tái trắng vô cùng, móng tay rất dài, trực tiếp túm lấy cổ của hai tên đệ tử kia, kéo tọt họ vào trong hang. Trong chớp mắt, hai cái xác khô đã bay trở lại. Tới rồi, cẩn thận. Mạc lão khẽ quát một tiếng, chủ động xông lên. Hạ Nhược Tuyết lao ra khỏi hang, cả người cô chìm trong khí đen, đôi mắt đẹp chỉ còn một màu đỏ như máu, kiếm thương khung trong dây quét ngang tới. Mạc lão vội tế ra một cây gậy đen phóng tới, chiến đấu với Hạ Nhược Tuyết. Quân lão ở một bên nheo mắt, nhanh nhẹn thả một tấm lưới lớn màu máu kéo theo sấm sét hạ xuống. Đôi mắt Hạ Nhược Tuyết xẹt qua một tia sợ hãi, muốn co mình lùi lại. Vừa rồi cô bị chính tấm lưới sét này đánh trọng thương, bức ép tới mức phải chui vào trong hang. Đứng để cô ta chạy thoát. Quân lão hét lên một tiếng, vội rạch một đường trên năm đầu ngón tay, máu tươi lập tức phun ra, rồi dùng chính nó vẽ ra vài tấm bùa chú trong không trung phong ấn lên trên. Mạc lão thì bước tới chặn lối vào hang động mà Hạ Nhược Tuyết muốn rút lui, dùng cây gậy đen trên tay đánh tới. Đập thật mạnh xuống ngực cô. Hạ Nhược Tuyết lộn một vòng né thoát, nhưng lại bị lưới sét bao trùm lấy, sấm sét màu vàng ngập trời lập tức ập xuống. Trên người cô truyền tới một mùi máu thịt cháy khét, năm tấm huyết chú kia đã phong ấn khoảng không xung quanh. Cho dù cô có giãy giụa thế nào cũng không phá nổi tấm lưới sét này. Thiếu chủ, xong rồi. Mạc lão cùng Quân lão kéo lưới sét chậm rãi bước tới. Trong mắt tên thanh niên áo tím lóe lên một tia hưng phấn, sau khi bị nước đen lây nhiễm, rất nhiều người đều đột tử, chỉ có một số ít người sống sót, nhưng cũng trở thành nô lệ của nước đen. Người phụ nữ này trước kia hình như là thiếu tông chủ của Thương Khung Kiếm Tông. Còn là thể kiếm tâm nữa, nếu nuốt chửng cô ta, tôi ít nhất cũng có thể tăng hai cảnh giới nhỏ. Hai người các ông hộ pháp cho tôi. Vâng. Mạc lão cùng Quân lão cung kính lùi sang một bên. Tên thanh niên áo tím khoanh chân ngồi xuống, một luồng máu đen nở rộ, ngưng tụ thành vô số phù văn thoáng chốc bao trùm lấy Hạ Nhược Tuyết. A hát! Hạ Nhược Tuyết đau đớn hét lên. Đáng tiếc cô đã bị lưới sét phong ấn, không cách nào thoát ra được. Huyết khí trên người cô điên cuồng trào dâng rồi hội tụ về phía tên thanh niên áo tím kia. Ha 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 ha, sức mạnh huyết khí quá lớn mạnh, không hổ là thể kiếm tâm, tên thanh niên áo tím kích động gào lên, tia sáng đen trên người bộc phát, sắp bao phủ hoàn toàn Hạ Nhược Tuyết. Cũng chính tại khoảnh khắc này, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cảm nhận được hơi thở của Hạ Nhược Tuyết đang dao động. Cả người cô đã bị nước đen bao bọc lấy, căn bản không dò ra được chút tung tích nào. Nhưng khi tên thanh niên áo tím hút máu tươi của cô, ngược lại trong nháy mắt khiến Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cảm nhận được. Nhóc con, tìm ra rồi. Cách đây 38.000 dặm. Trong khoảnh khắc, thần niệm của Diệp Bắc Minh cùng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cộng hưởng với nhau. Trước mắt anh hiện lên một cảnh tượng. Hạ Nhược Tuyết bị lưới sấm sét vây khốn, có một tên thanh niên áo tím ngồi trước mặt cô đang cuồn cuộn hơi thở cắn nuốt. Trông Hạ Nhược Tuyết cực kỳ thống khổ, tinh huyết trong cơ thể đều đang tụ tập về phía tên thanh niên kia. Nhược Tuyết, trong mắt Diệp Bắc Minh ánh lên ngọn lửa giận dữ, vội ôm lấy Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi cùng di chuyển, ảnh thuấn. Ảnh thuấn, ảnh thuấn. Cùng lúc đó, hơn một nửa lượng máu trên cơ thể Hạ Nhược Tuyết đã bị hút đi. Trong máu cô thậm chí còn mang theo kiếm vận vô thượng, vô số lĩnh ngộ về kiếm đạo đã được hấp thu vào tâm trí của tên thanh niên áo tím kia. Chân truyền kiếm đạo của Thương Khung Kiếm Tông. Ha ha ha, môn thần công cắn nuốt này thật lợi hại, không hổ là công pháp mà sư phụ đại năng thượng cổ truyền thụ lại cho tôi, tên thanh niên áo tím phấn khích vô cùng. Nếu nuốt thêm vài tên bị nước đen làm ô nhiễm nữa, thì La Vân Phong tôi có thể trực tiếp đột phá tới cảnh giới thiên tôn rồi. Nửa năm trước La Vân Phong vẫn chỉ là một đạo quân còn con. Cũng vào nửa năm trước, một ông lão tự xưng là đại năng thượng cổ gia nhập Liên Minh Thiên Đạo. Một hơi chiêu mộ hơn chục thanh niên làm đệ tử. La Vân Phong chính là một trong số đó. Hắn học được một loại thần công cắn nuốt, chỉ cần là người bị nước đen vấy bẩn đều có thể bị hắn nuốt chừng. Trong nửa năm qua, La Vân Phong đã cắn xé mấy chục người. Thực lực cũng tăng vọt từ thần quân lên đạo tổ, một đường thẳng tiến tới đạo tôn đỉnh phong. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã tăng hai cảnh giới lớn,
đây là điều mà trước đây hắn có mơ cũng không dám nghĩ tới. Ha ha ha, cảnh giới thiên tôn, chẳng bao lâu nữa, La Vân Phong tôi cũng có thể trở thành thiên tôn rồi, nghĩ tới đây La Vân Phong lại phá lên cười đầy khoái trá. Đúng lúc này, Nhược Tuyết, một giọng nói cực kỳ tức giận vang lên từ phía sau. Giây tiếp theo, một bóng người từ trong hư không xuất hiện, cấp tốc lao về phía hắn. Kẻ nào dám quấy rầy thiếu chủ, muốn chết, Mạc lão cùng Quân lão quát lên một tiếng, lập tức vò tới ngăn cản kẻ đột nhiên xuất hiện là Diệp Bắc Minh. Cút! Diệp Bắc Minh phẫn nộ gầm lên, nhấc chân đá tới khiến Quân lão đang lao tới phía trước kia run rẩy cả người, biến thành xương máu ngay tại chỗ. Ôi trời ơi, Mạc lão kinh hãi vội vã lùi lại, liên tiếp lộn vài vòng trên không mới dừng lại được. Diệp Bắc Minh vò tới trước mặt Hạ Nhược Tuyết, trong ngực còn đang ôm một cặp chị em song sinh. Mày là ai? La Vân Phong vô cùng chấn động. Cút! Diệp Bắc Minh một cước đá hắn ra ngoài, La Vân Phong lập tức cảm giác được hơi thở tử vong bủa vây tới. Hắn nhanh chóng ném ra một món vũ khí phòng thủ, nhưng trong chớp mắt đã bị Diệp Bắc Minh dẫm nát toàn bộ, các mảnh vỡ cũng bắn trúng lên người hắn ta. A hát! La Vân Phong hét lên một tiếng thảm thiết, lăn ra ngoài như một con chó chết. Khắp người hắn bê bết máu tươi, trông thảm hại vô cùng. Nhược Tuyết! Diệp Bắc Minh ngó lơ kẻ này, nóng lòng bước tới trước mặt Hạ Nhược Tuyết. Anh không chút ngần ngại dùng tay không xé nát tấm lưới sét đang phong ấn Hạ Nhược Tuyết kia. Sau khi thoát khỏi khống chế, cổ họng Hạ Nhược Tuyết phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, hai mắt cô đỏ ngầu bổ nhào về phía Diệp Bắc Minh. Tiêu Dung Phi hoảng hốt che miệng, sao cô Hạ lại thành ra thế này? Anh Diệp, cẩn thận! Tiêu Nhã Phi hãi hùng kêu lên. Diệp Bắc Minh không hề có ý định né tránh, mà cứ để mặc Hạ Nhược Tuyết nhào vào trong ngực mình, rồi trở tay ôm ngược lấy cô. Hơi thở của nước đen lan tràn, trong nháy mắt nuốt chửng Diệp Bắc Minh, khiến toàn thân anh bao phủ một tầng khí đen. Một cảnh tượng khiến người ta phải ngỡ ngàng xuất hiện. Dưới sự ô nhiễm của nước đen, Diệp Bắc Minh không có bất kỳ thay đổi bất thường nào. Mạc lão cùng La Vân Phong bị thương nặng đều trợn mắt kinh ngạc, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Giết, giết! Giọng nói của Hạ Nhược Tuyết khàn đặc, không ngừng phát ra thanh âm chết chóc, thậm chí còn há miệng cắn mạnh xuống cổ Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt, động mạch chủ của anh đã bị cắn đứt, máu tươi lập tức phun ra. Điên cuồng dung hòa vào trong cơ thể Hạ Nhược Tuyết. A, à, Hạ Nhược Tuyết thất thanh hét lên. Một phát đẩy ra Diệp Bắc Minh, như điên loạn chạy về phía xa. Sắc mặt Diệp Bắc Minh biến ảo khôn lường, ôm lấy Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi cấp tốc đuổi theo. Chỉ còn lại Mộ lão cùng La Vân Phong ngơ ngác nhìn theo. Ai có thể nói cho tôi biết, thằng nhãi đó rốt cuộc là ai không? Tốc độ của Hạ Nhược Tuyết rất nhanh, cô cứ điên cuồng lao thẳng về một hướng như vậy. Diệp Bắc Minh vừa đuổi theo, vừa vội truyền âm, tiểu tháp, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ông có cảm nhận được thần niệm của Nhược Tuyết chưa? Tình trạng hiện tại của cô ấy thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp, nhóc con, xem ra trước mắt thần niệm của cô Hạ đã không còn tồn tại nữa rồi. Mẹ kiếp! Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng, hai mắt sậm màu máu, Nhược Tuyết sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dù phải trả giá thế nào, tôi cũng muốn cô ấy bình phục. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng. Một lúc sau mới phun ra một câu, tuy nhiên vừa rồi cậu tiếp xúc với cô ấy gần như vậy thực sự quá nguy hiểm. May mà trong người cậu có dòng khí hỗn độn, mặc dù sức mạnh ăn mòn của nước đen vô cùng đáng sợ nhưng nó vẫn không có cách nào làm ô nhiễm dòng khí hỗn độn cả. Tròn một ngày một đêm. Cuối cùng Hạ Nhược Tuyết cũng dừng lại trước một vùng nước tối tăm, không chút đắn đo nhảy vào trong đó. Nước đen. Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi bàng hoàng thốt lên. Hai người họ hiển nhiên đã được chứng kiến sự khủng khiếp của nước đen, hoàn toàn không dám tiến lên. Diệp Bắc Minh dừng bước, nhìn chằm chằm vào dòng nước đen kịt trước mặt, sau khi nước đen trôi đi, phần lớn đều sẽ biến mất. Duy nhất chỉ còn tồn tại ở nơi này, Nhược Tuyết tiến vào rồi, tôi cũng phải xuống đó xem. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giật mình, nhóc con, cậu điên rồi à? Nước đen cực kỳ đáng sợ. Cậu có khí hỗn độn trong người nên mới có thể tạm thời bảo vệ chính mình. Nhưng nếu cậu nhảy thẳng xuống đó, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi đề nghị cậu canh giữ ở gần đây chờ cô Hạ ra ngoài rồi lại bàn tiếp. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không còn thời gian nữa rồi. Từ biểu hiện vừa rồi của Nhược Tuyết, có lẽ cô ấy vẫn chưa bị ô nhiễm hoàn toàn. Tôi phải nắm bắt cơ hội này. Dứt lời. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi. Dung Phi,
Nhã Phi, tôi phải đi vào vùng nước đen này một chuyến, hai người các em trốn ở bên cạnh đi. Bất luận tôi có thể mang Nhược Tuyết ra ngoài hay không, thì trong vòng 3 ngày tôi nhất định sẽ trở lại. Nếu tôi không ra ngoài được, các em hãy tự mình tới Đại Lục Hỗn Độn, tìm bố mẹ tôi. Không. Hai người bỗng nhiên hoảng sợ. Gấp đến mức rơi nước mặt lộp bộp, mỗi người túm chặt lấy một cánh tay của Diệp Bắc Minh, không dám buông lỏng. Anh Diệp, chúng ta không dễ dàng gì mới gặp lại nhau, nước đen nguy hiểm lắm, anh không thể xuống đó được. Hai người khóc giấm dứt, nước mắt chảy không ngừng. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, chỉ nói một câu, nếu các em bị nước đen làm ô nhiễm, tôi cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp cứu các em. Thân thể yêu kiều của cả hai run lên. Lặng yên buông tay Diệp Bắc Minh ra. Tiếp đó, Diệp Bắc Minh dùng ý nghĩ kêu gọi dòng khí hỗn độn bao trùm lấy toàn thân mình. Tiến lên một bước và nhảy xuống dòng nước đen. Cơ thể anh nhanh chóng chìm xuống, giống như có một lực lượng nào đó đang kéo lấy chân anh vậy. Không biết qua bao lâu, tầm nhìn trước mắt bỗng nhiên trở nên rộng rãi sáng sủa. Tất cả dòng nước đen đều biến mất, sâu dưới lòng đất có một tế đàn cổ xưa màu đen. Có vô số bóng hình đứng xung quanh tế đàn. Đây là... Thân thể Diệp Bắc Minh cứng ngắc, không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Xung quanh tế đàn đen cao hàng trăm mét, vô số người bị nước đen ô nhiễm đứng yên tại chỗ như tượng đá. Nhìn thoáng qua có tới hàng triệu người. Họ đều mặc trang phục cổ xưa, hầu hết không thuộc thời đại này. Hạ Nhược Tuyết đang ngây ngô đứng trong đám đông đó. Diệp Bắc Minh nuốt khan, những người này sẽ không phải là những người đến từ những thời đại khác nhau đều bị nước đen làm ô nhiễm đó chứ. Ngước đầu nhìn lên. Trên tế đàn đen kịt, từ trong một chiếc quan tài không ngừng tuôn ra nước xác đen. Chỉ cần bị nước xác màu đen đó nhiễm phải, lập tức bị đồng hóa. Trong quan tài là cái gì vậy? Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. Cùng lúc đó, một giọng nói như du hành vạn cổ, xuyên suốt thời gian cùng không gian vọng tới từ trong quan tài. Sau hàng trăm triệu năm, cuối cùng cũng có người có thể sống sót tới gặp tôi rồi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Hết tập 122.